chương 5040, hôn lễ bắt đầu. Một ngày này, vạn chúng chờ mong, vào trăm năm trước, tử vi đế tộc phát ra tin tức muốn cưới chỉ mộng hàm vào ngày hôm nay, cũng chú định là thông ra đi vào lịch sử. Người đế tộc thành hôn không hiếm lạ, nhưng đế tử lấy đế nữ, đây là lần đầu. Ý nghĩa hai đế tộc sẽ tiến hành hợp tác cấp độ sâu, sẽ đánh phá truyền thống, thả ra một chút cấm kỵ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đó là vì âm hồn xâm lấn áp lực quá lớn, cho nên hai đế tộc không thể không làm như vậy. Không chỉ có hai đế tộc này, các đế tộc khác cũng bắt đầu cường cường liên hợp, nhưng hai nhà Đông Lâm, Tử Vi là thế lực đầu tiên quyết định, còn nữa bởi vì Bách Lý Thiên cùng Trì Mộng Hàm thanh danh lớn nhất. Thật sự tiện nghi ra hỏa Bách Lý Thiên này, đúng vậy, tên kia quá may mắn, Trì Mộng Hàm chẳng những tư chất có thể so với thế hệ Hoàng Kim, hơn nữa còn là một trong những người đẹp nhất tinh không. Nếu như ta có thể cưới được Trì Mộng Hàm, cho dù sống ít hơn trăm năm cũng đáng. Phi, người không dùng nước tiểu soi mặt, người cũng xứng ta không xứng ngươi xứng tiệc cưới không tổ chức trong tổ địa của đông lâm đế tộc nó được tổ chức bên ngoài bố trí như thế là có suy tính chuyện tử vi đế tộc bị trộm còn chưa đủ đánh vang cảnh báo cho bọn họ hay sao thời điểm hôn lễ có bao nhiêu người ngoài sẽ đến xem lễ khi đó cần phải đóng đé trận lại như thế còn đề phòng được lăng hàn sao cho nên tiệc cưới nhất định phải tổ chức bên ngoài để bảo vệ bảo vật của đông lâm đế tộc lăng hàn cải biến hình dáng và tướng mạo hắn cất bước đi lên phía trước Đông lâm đế tộc tài đại khí thô, bày ra vô số yến hội, bất kỳ người nào cũng có thể đến xem lễ, cổ động, hơn nữa, khách đến thăm có thể theo lễ, cũng có thể chỉ vui chơi giải trí, tuyệt đối không đuổi người. Người đến quá nhiều, lang hàn không quen biết một ai. Hắn cũng không quan tâm, hắn tới đây quấy rối mà. Tìm được chỗ ngồi, hắn cứ thưởng thức uống rượu và điểm tâm, hắn đang chờ hôn lễ chính thức bắt đầu. Một bàn có thể ngồi 10 người, mặc dù hắn tìm chỗ không người ngồi xuống, nhưng rất nhanh đã có người tới và ngồi đầy bàn. Chín người khác phân ra bốn nhóm, ban đầu không quen biết gì nhau, nhưng ăn uống vào cũng nói chuyện với nhau. Các người nói, Lăng Hàn sẽ đến không? Có người kéo câu chuyện lên người Lăng Hàn, có lẽ sẽ đến, gia hỏa này không sợ trời không sợ đất, ngay cả đế tử cũng giết thật nhiều, hiện tại đế tử thiên muốn cướp nữ nhân của hắn, hắn có thể không tới sao? Có người tiếp lời, như vậy chưa hẳn, một tên nam tử mặc áo vàng lắc đầu, nói trước đó lăng hàn không yếu hơn đối thủ cho nên hắn mới có thể xuất hiện nhưng lần này sẽ khác đế tử thiên đã trở thành bán thánh hắn bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn tới đây chẳng khác gì chịu chết ân ta cũng không cho rằng hắn sẽ đến đồng bạn của hắn nam tử mặc áo xanh đồng ý lăng hàn cười một tiếng ta cảm thấy hắn sẽ đến ngươi nam tử áo bào vàng cười nhạo ngươi cảm thấy thì có ích lợi gì a à, ngươi chỉ là sinh đan cảnh tại sao có thể tiến vào chủ hội trường mặc dù đông lâm đế tộc không có bất kỳ quy định gì nhưng bản thân võ đạo giới đẳng cấp xâm nghiêm có tôn ti nghiêm khắc cho nên có thể tiến vào chủ hội trường hoặc là được đại nhân của gia tộc hoặc tông môn dẫn vào hoặc bản thân phải là hóa linh cảnh trở lên những kẻ khác phải ở bên ngoài mà lang hàn chỉ có một mình bên người không có cường giả chỉ là sinh đan cảnh làm sao trà trộn vào đây lang hàn cười một tiếng muốn đánh cược hay không đánh cược gì Mặc dù nam tử áo vàng kỳ quái nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua một bên, cho rằng Lăng Hàn chỉ to gan lớn mật, vụng trộm tiến vào mà thôi. Đợi chút nữa nếu Lăng Hàn tới, người phải gọi ta là Gia Gia. Lăng Hàn nói, hừ, nam tử áo vàng không vui, hắn thấy, đây là khiêu khích hắn. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn một hồi, lúc này mới gật đầu. Tốt, trên thực tế, nếu như hắn biết mình đối mặt chính là Lăng Hàn, hắn sẽ nguyện ý kêu một tiếng Gia Gia. Chẳng phải có thể ôm đùi Lăng Hàn hay sao? Mặc dù Lăng Hàn sẽ là giáo chủ nhưng lại nắm giữ thực lực quét ngang tôn giả, có thể nói hắn mạnh nhất dưới thánh nhân, có ra ra như thế, ai mà không muốn. Những người trên bàn chỉ xem náo nhiệt, bằng không cứ tham gia hôn lễ thì nhàm chán cỡ nào. Cho nên, bọn họ ước gì có nhiều khúc nhạc dạo giết thời gian, sau khi trở về cũng có nhiều đề tài nói chuyện. Đến trưa, người của tử vi đế tộc cũng xuất hiện. Nguyên nhân Bách Lý Vân bị giết, Bách Lý Sa bị phế, Bách Lý Gia cần phải lập đế tử bổ sung, từ đó hình thành danh sách bồi dưỡng. Lần này, bọn họ dẫn hai đế tử mới đến, hơn nữa còn xuất động một thánh nhân vừa đột phá. Bách Lý suy tuyết, rốt cuộc hắn cũng đốt thánh hỏa và thành tựu thánh vị. Đây không phải là bán thánh, chuẩn thánh, mà là thánh nhân hàng thật giá thật. Thánh nhân mới lên cấp mang theo hai tên đế tử tới đón dâu, Bách Lý ra cũng cho đủ mặt mũi. Người Bách Lý ra đi vào chủ hội trường, dù sao nơi đó còn có rất nhiều người đế tộc tới, đương nhiên không thể lãnh đạm nam tử áo bảo vàng rời đi một hồi hắn đi một lúc lại quay về không lâu lắm đã có một người tới ánh mắt nhìn chầm chầm lên người lăng hàn ngươi hắn chỉ tới đứng lên cho ta a à, lăng hàn đang uống rượu nghe nói thế thì lạnh lùng nhìn sang tại sao ta phải nghe ngươi bởi vì ta là bách lý kiện nam tử này trầm giọng nói ha ha lăng hàn cười nhạt một tiếng hắn không quan tâm tới ngươi không phải nói rất xem trọng lăng hàn sao bách lý kiện lạnh lùng nói Thế nào, hiện tại không dám thừa nhận, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua tên nam tử áo bảo vàng, thì ra ra hỏa này đi mật báo. Mặc dù hắn không có biểu lộ thân phận nhưng chống đỡ Lăng Hàn không phải đối nghịch với Bách Lý Gia hay sao? Lăng Hàn cười nói, không sai, ta rất xem trọng Lăng Hàn tát vào mặt các ngươi. Lớn mật, Bách Lý kiện giận tím mặt, hắn chỉ tay vào Lăng Hàn. Lập tức quỳ xuống nhận tội, nếu không, ta sẽ giết ngươi không có chỗ chôn Nơi này chính là địa bàn của Đông Lâm Đế Tộc, Lúc nào đến phiên ngươi làm chủ nhà rồi. Lăng hàn ung dung nói. Bách Lý Kiện cao ngạo nói. đông lâm đế tộc hiện tại như thể chân tay với Bách Lý ra. Vì sao ta không thể làm chủ được. Ha ha. Lăng hàn cười cười. Nói. Không biết hôn lễ có hoàn thành hay không đấy. Ngươi dám ác ngôn nguyền rùa. Bách Lý Kiện tức giận. Muốn chết. Hắn ngang nhiên xuất thủ. Hắn muốn bắt lấy Lăng hàn. Lăng hàn không động. Chỉ thản nhiên nói. Hành hung tại hôn lễ. Không sợ không may mắn sao. Bách Lý Kiện lập tức dừng lại, nếu hắn giết người ở nơi này, dù mục đích là tốt nhưng sẽ phá hư không khí, một khi để Bách Lý Thiên biết rõ, hắn sẽ bị xử phạt thế nào. Bây giờ Bách Lý Thiên đã là bán thánh, không bao lâu nữa sẽ thành người có địa vị cao nhất trong tộc, hắn nào dám đắc tội. Chương năm 1041, ta phản đối. Ha ha, Kiện Huynh, được rồi, quên đi, có một người đi tới khuyên bảo Bách Lý Kiện, đây là một thành viên đông lâm đế tộc, bởi vậy Bách Lý Kiện đương nhiên phải cấp cho chủ nhân mặt mũi, vừa vặn, hắn cũng thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan, cũng có được bậc thang bước xuống. Hừ, nể mặt phiên huynh, tạm thời tha cho ngươi. Bách Lý Kiện nói, đợi tiệc cưới kết thúc, ngươi sẽ biết rõ cái gì gọi là hỏa từ miệng mà ra. Lăng Hàn cười nói, lẩm bẩm nói, cũng không biết đến lúc đó ngươi có dám ra tay hay không. Sau khi biết rõ hắn là ai, trên đời này có mấy người dám ra tay. Bách Lý Kiện nghênh ngang rời đi, nhưng hắn đã để mắt tới lăng hàn tuyệt đối không có khả năng quên đáng tiếc tất cả mọi người là lắc đầu mong đợi náo nhiệt không có xem thành để bọn họ đều là có chút thất vọng nghĩ lại cũng đúng có bao nhiêu người to gan lớn mật như vậy dám gây sự trong thịnh hội long trọng như thế cho nên muốn nhìn náo nhiệt cũng chỉ có thể chờ mong lăng hàn xuất hiện lăng hàn người tuyệt đối không nên làm mọi người thất vọng yến hội tiếp tục mọi người vừa ăn uống vừa chờ mong theo thời gian trôi qua trái tim của mọi người như đặt trên cổ họng lang hàn đâu tại sao không xuất hiện cuối cùng yến hội tiến hành được một nửa tân hôn tân nương sắp đi ra bái thiên nguyên nhân hai đế tộc cách nhau quá xa cho nên hôn lễ sẽ tổ chức ở đông lâm đế tộc một lần sau đó lại tổ chức ở tử vi đế tộc một lần mỗi một dạng đều được làm đủ dù sao đều là đế tộc bọn họ vẫn cần mặt mũi bách lý thiên mặc hỉ phục màu đỏ từ đó lộ ra gương mặt anh tuấn dáng người thon gầy mang theo khí thế kinh người hơn nữa hắn hiện tại đã là bán thánh dù thu liếm thánh uy nhưng vẫn phát ra lực uy hiếp cực kỳ đáng sợ chị mộng hàm cũng mặc hỉ phục màu đỏ trên đầu mang khăn tân nương bên người có một hầu gái nâng đỡ dung mạo không hiện dáng người chỉ ngẫu nhiên lộ ra một ít đường cong cũng làm nội tâm người ta ngứa ngáy đã sớm nghe nói chị mộng hàm chính là mỹ nhân đứng thứ ba thiên hạ nhưng ta không biết dung mạo của nàng thế nào ha ha có bản lĩnh người có thể đi vạch trần khăn của người ta. Ách, ta cũng không muốn tự tìm cái chết, đi vạch trần khăn tân nương của trì mộng hàm, việc này khác gì cho bách lý thiên đội nón xanh. Không phải tự tìm cái chết là cái gì, nghi thức tiến hành từng bước, lập tức sắp bái đường thành thân. a à, tại sao Lăng Hàn còn chưa xuất hiện, tại sao người chủ trì không hỏi một chút, cuộc hôn lễ này có người phản đối hay không? Đúng lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên. Quét, ánh mắt của mọi người nhìn sang. Lăng Hàn sao? Không phải, mọi người nhìn thấy rõ ràng, đó là tráng hán to lớn có làn da ngâm đen, gương mặt còn mang theo nét lưu manh. Ở bên cạnh hắn còn có một nam hài 11-12 tuổi, còn có một thanh niên đang đứng nhưng mặt đầy lông, cũng không nhìn rõ dung mạo thế nào. a à, tổ hợp kỳ quái, Lăng Hàn đoán ra đây là đại hắc cẩu, tiểu thanh long cùng hầu ca. Bọn họ quả nhiên tới, đi, chớ có làm loạn, lập tức có người đông lâm đế tộc ra mặt, hắn đến đây ngăn cản đại hát cầu giơ hai tay lên cười nói được 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 cầu gia không nói lời nào cũng có thể đi yên tâm cầu gia hôm nay cũng không có dự định xuất thủ ta chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi trên hôn lễ không nguyện ý nhìn thấy nhất chính là đổ máu và ảnh hưởng bầu không khí chung quanh cho nên nếu đại Hắc cầu ngậm miệng lại đông lâm đế tộc tạm thời không so đo với hắn đương nhiên hôn lễ vừa kết thúc ha ha có ai cho rằng là gây chuyện tại đông lâm đế tộc còn sống tiếp tục đi một vị thánh nhân tự mình chủ trì hôn lễ nhìn ra được đông lâm đế tộc cực kỳ trọng thị hôn lễ này bằng không cũng không xuất động thánh nhân đến chủ trì hôn lễ tân nương tân lang bái thiên sắp bái sắp bái thiên địa rồi nhưng lăng hàn đâu ta phản đối đúng lúc này một giọng nói khác vang lên lập tức tiết tấu hôn lễ lại ngừng vô số đôi mắt nhìn sang lần này đương nhiên là lăng hàn khốn kiếp ngươi làm cái gì thế chín ngồi cùng bàn lộ ra sắc mặt tối tăm giống như ngồi trên hố lửa. Bọn họ cảm giác được có nhiều ánh mắt nhìn lên người mình, trong đó cũng không thiếu giáo chủ và tôn giả, bọn họ có cảm giác sợ hãi. Cũng không phải bọn họ nói, đừng có nhìn bọn họ. chín người này đều lui về phía sau, rút sạch quan hệ với Lăng Hàn, tránh bị người khác tưởng lầm là đồng bọn. Kể từ đó, Lăng Hàn biến thành một người lạc lõng đứng trong đám người. Đối mặt loại tình huống này, Lăng Hàn nhếch miệng mỉm cười. Vừa rồi người kia hỏi, có người phản đối không? Cho nên, ta phản đối một tiếng. Ngươi điên rồi, đây là việc ngươi có thể phản đối hay sao? Ngươi cho rằng chính mình là ai? Thanh niên áo bảo vàng lắc đầu, xem ra, hắn không có cơ hội hoàn thành đổ ước với Lăng Hàn. Hiển nhiên, đế tộc không có khả năng cho phép có kẻ ba lần bốn lượt làm loạn, khẳng định sẽ giết gà dọa khỉ. Lăng Hàn đứng lên, vỗ vỗ hai tay. Tốt rồi, ta ăn cũng gần no rồi. Hắn đi tới trung tâm yến hội, chỗ đó có khối đất trống lớn, đó là nơi tân lang, tân nương bái thiên địa. Tiểu tử, người thật sự tìm đường chết đấy. Bách Lý Kiện nhảy ra ngoài, hắn đã nhịn lăng hàn rất lâu, trước đó không muốn hôn lễ thấy máu, cho nên mới áp chế sát ý của mình. Nhưng bây giờ, lăng hàn đã tự tìm cái chết, tự nhiên không cần chờ thêm được nữa. Hắn phóng về phía lăng hàn, khẽ quát lớn, ra hỏa tự tìm cái chết. Lăng hàn cười một tiếng, tiện tay tát một cái. Ba, da mặt Bách Lý Kiện bị đánh nát, cái đầu lộ ra xương trắng huế, hai tròng mắt sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Má ơi, đột nhiên nhìn thấy cảnh máu tanh như vậy, tất cả mọi người cảm thấy ra đầu tê dại. Tình huống như thế nào, Lăng Hàn có can đảm xuất thủ, hơn nữa còn đánh người đế tộc. Mặc dù không có giết người, nhưng người đánh tộc nhân người ta ra mặt không còn trên hôn lễ, đây là khiêu khích cỡ nào. a à, Bách Lý Kiện kêu thảm thiết, khuôn mặt bị đánh nát, đây là việc thống khổ cỡ nào. Hơn nữa, đây mới thật sự là ném mặt mũi, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng là như thế. Sắc mặt Bách Lý Thiên trầm xuống, có người dám làm loạn trên hôn lễ của mình. Lăng Hàn sao? Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, hắn không thể xác định, dù sao Lăng Hàn tu diễn hồn thuật, bản thân cũng bước vào tứ cực cảnh, kẻ có thể khám phá tất cả ngụy trang của hắn cũng chỉ có thánh nhân đỉnh cấp. Vừa vặn là Tân Lang, hắn tự trọng thân phận của mình, hơn nữa, đây là địa bàn của Đông Lâm đế tộc. Tiểu tử, người uống nhiều, một tộc nhân Đông Lâm đế tộc nhảy ra ngoài, hắn có tu vi chân ngã cảnh, lập tức tới kéo Lăng Hàn ra ngoài. Chỉ cần kéo sang một bên, sau đó có thể tùy ý làm gì thì làm. Trong mắt của mọi người, Lăng Hàn chính là một sinh đan cảnh, cho nên, xuất động một tên chân ngã cảnh là đủ thu thập. Người cho rằng người người đều là Lăng Hàn sao, có thể chiến đấu vượt một cái đại cảnh giới. chương năm 1042, ta tới. Quả nhiên, Lăng Hàn không có phản kháng, liền hắn rơi vào tay của tên chân ngã cảnh tất cả mọi người cho rằng đây là chuyện đương nhiên, còn không đi theo ta. tên chân ngã cảnh quát, hắn dùng sức kéo một cái nhưng không thể kéo động Lăng hàn. việc này làm hắn kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? nhưng hắn là chân ngã cảnh, tranh lệch với nhau một đại cảnh giới không phải là nghiền ép việt đối sao? lang hàn mỉm cười, ta không thích nam nhân lôi lôi kéo kéo ta như vậy. thì tính sao? tên chân ngã cảnh cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không đặt trong lòng, dù sao đây chính là đông lâm tinh, hắn cần sợ cái gì, cố kỵ cái gì? lăng hàn nhoẻn miệng cười hắn lắc tay ầm tên chân ngã cảnh bị đánh bay ra ngoài vô cùng dễ dàng a à, tất cả mọi người kinh ngạc đây là điểm làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn có sinh đan cảnh mạnh như vậy sao hư áp chế tu vi giả thần giả quỷ trong đông lâm đế tộc lại xuất động một tên hóa linh chân quân đi ra nói tiểu tử người muốn nổi danh đánh sai chủ ý hắn cho rằng lăng hàn là nhân tài mới xuất hiện nào đó muốn mượn cơ hội này nhất chiến thành danh có thể mượn thế của đế tộc hay sao? Ha ha, người đúng là to gan nhưng tuyệt đối đánh nhầm chủ ý. Lăng Hàn ngoáy ngoáy lỗ tai, đều là đông lâm đế tộc sao? Ta vừa rồi nghe người bách lý ra nói, hai nhà như thể chân tay, cũng không khác gì một nhà. Cho nên, các người cũng gọi mấy tên bách lý ra đến đánh một chút. Làm càn, hóa linh chân quân giận dữ, hắn xoát thủ bắt lấy Lăng Hàn. Làm càn ở đế tộc còn lớn lối như thế, người lấy dũng khí ở đâu ra? Lăng Hàn cười một tiếng, hắn tùy ý điểm một chỉ, bành, tên hóa linh chân quân bay lên không chung, sau đó hóa thành một điểm nhỏ. Ồ, hóa linh chân quân không địch lại hắn, ngươi là ai, một người bên phía bách lý đế tộc đi tới, đó là bách lý hoành mới lên cấp đế tử, tu vi giáo chủ. Người này quá mức cổ quái, tu vi từ sinh đan cảnh lại tăng lên như bay. lang Hàn cười một tiếng, ta chính là ta, ta độc nhất vô nhị, mẹ nó, tất cả mọi người cảm thấy đau răng, đây là kẻ nào chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đã phạm sai lầm lớn. Bách Lý Hoành xuất thủ, oanh, khí tức giáo chủ sôi trào. Gương mặt hắn đầy cao ngạo, trước đó hắn chỉ là tộc nhân bình thường trong Bách Lý gia, mặc dù là đế tộc nhưng làm sao có thể so sánh với đế tử như Bách Lý Sa. Nhưng bây giờ hắn tấn cấp làm đế tử, địa vị đã khác hoàn toàn. Đế tử, đế tộc toàn lực bồi dưỡng, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Hiện tại, hắn xuất thủ trước tầm mắt của người trong thiên hạ, đương nhiên trong nội tâm vô cùng thoải mái đến, xem hắn uy phong, cố ý dừng lại 3 giây, Bách Lý Hoành mới chân chính xuất thủ tấn gậy Lăng Hàn. Oanh, một bàn tay to lớn như che khuất bầu trời xuất hiện. Lăng Hàn lắc đầu, hay hắn điểm ra một chỉ, ba, đầu của Bách Lý Hoành vỡ vụn, óc trắng và máu tươi bay ra ngoài, cảnh tượng thật thê lương. Bách Lý Hoành ngã xuống đất, khí tức sinh mệnh đoạn tuyệt. Chết rồi, khốn kiếp, tại sao chết rồi? Cho dù là người ở hiện trường hay người xem trực tiếp qua tinh võng, tất cả đều cảm thấy khó hiểu đế tử đấy, trên người khẳng định có thế tử phù, mà giáo chủ chưa vượt qua phạm vi tác dụng của thế tử phù, tại sao không dùng được? T, có thể không nhìn thế tử phù mà giết người. Lăng Hàn, người này là Lăng Hàn, ngóa, gia hỏa này thực sự đến rồi. Hiện trường cùng tinh võng sôi trào, Lăng Hàn dám đến, khóe miệng thanh niên áo bào vàng co giật, hận không thể tìm khe hở trên mặt đất mà chui vào. Hắn lại đánh cược với chính chủ, đánh cược đối phương không dám tới. Thật sự buồn cười, nếu Lăng Hàn không dám tới thì làm sao đánh cược với hắn. Cho nên, hắn đánh bạc đã thua trá. Chỉ mộng hàm cũng kích động, thân thể của nàng run run, bỗng nhiên nàng tháo khăn che đầu và lộ ra dung nhan tuyệt diễm, diễm quang bắn ra khắp nơi, bất cứ người nào nhìn thấy cũng rung động. Thật đẹp, Lăng Hàn, nàng kêu lên, ngữ khí vô cùng phức tạp, có kích động, có vui mừng, còn có không bỏ. Lăng Hàn hướng về phía nàng, ôn nhu nói, ta nói ta sẽ đến đón người rời đi, đợi lâu không? Chỉ mộng hàm chảy nước mắt, anh hùng trong lòng mỗi nữ nhân không phải đều là như thế sao? Chỉ cần một câu nói, bóng dáng này đã đứng trước mặt nàng, tất cả nhớ mong đều được đền bù. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Nàng lớn tiếng nói, lang hàn cười nói, hiện tại, ta sẽ mang ngươi đi. Không, chỉ mộng hàm lắc đầu, nói, ngươi có thể đến, ta đã không tiếc. Nàng nhìn sang Bách Lý Thiên, thả hắn bình yên rời đi, ta sẽ bái đường thành thân với ngươi, nếu không bỗng nhiên nàng rút ra trùy thủ có khí tức kinh khủng thánh khí tất cả mọi người kinh hô khốn kiếp ai thành hôn còn cố ý ẩn giấu một kiện thánh khí trên người hiển nhiên nàng đã có chủ ý dù lăng hàn không đến nàng cũng sẽ đánh nhau sống chết với bách lý thiên nhưng là bây giờ vì lăng hàn nàng tình nguyện hy sinh chính mình cái này tất cả mọi người lắc đầu bách lý thiên đã đội cái non xanh chắc chắn rồi hơn nữa ở trước mắt bao người thậm chí người trên tinh võng đều thấy tất cả người trong tinh không nhìn thấy rõ ràng, mặt mũi của bách lý thiên đã mất sạch. cho dù sau này hắn có thành đế, hắn cũng biến thành trò cười thiên cổ. đại đế bị người ta cho đội nón xanh, nón xanh đế sắc mặt bách lý thiên âm trầm, đột nhiên bộc phát, quát to: ngậm miệng, nữ nhân này dám làm hắn xấu mặt trước nhiều người, hắn tuyệt đối không thể tha thứ. nhưng hiện tại hắn cần phải xử lý lang hàn. dám chạy tới hôn lễ của mình nháo sự, ha ha, ngươi là rác rưởi bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn không đi góc nào đó của tinh không sống hết cuộc đời còn lại, nhất định phải chạy tới gây sự, đúng là chán sống mà. Lăng Hàn, dũng khí của ngươi làm ta bội phục, dám chạy tới nơi này. Nhưng mà, hôm nay cũng là giờ chết của ngươi." Hắn quát lớn, hắn hiện tại đã là bán thánh, giống như chuẩn đế mang một chữ đế cũng đủ quét ngang thánh nhân, hắn mang theo chữ thánh nên có thể quét ngang tôn giả. Đây mới là đệ nhất nhân dưới thánh nhân chân chính, Lăng Hàn mạnh hơn nữa cũng chỉ là giáo chủ, làm sao là đối thủ của hắn? Bách Lý Thiên, chỉ mộng hàm quát lớn, nàng dứt khoát kiên quyết, nàng đã thức tỉnh thánh khí. Ban đầu nàng dự định ám sát Bách Lý Thiên, tôn giả vận dụng thánh khí tiến hành ám sát, cho dù là bán thánh cũng có khả năng bị miểu sát, nhưng vì cứu lăng hàn, chỉ mộng hàm không nghĩ nhiều như thế. Việc này càng làm Bách Lý Thiên phẫn nộ, nhưng không cần hắn ngăn cản, tự nhiên có thánh nhân đông lâm đế tộc xuất thủ khống chế chỉ mộng hàm. Mộng hàm, không được hồ nháo, tên thánh nhân này trách mắng, hắn là lưu ly thánh nhân. Một bên khác, Bách Lý Thiên đi nhanh về phía Lăng Hàn, sát khí bộc phát cực kỳ đáng sợ. chương năm 1043, Lăng Hàn thành tôn. Muốn động huynh đệ của Lão Tôn, hỏi qua cây gậy trong tay Lão Tôn chưa? Bỗng nhiên hầu ca nhảy ra ngoài, oanh, thánh uy đáng sợ bộc phát. Đây cũng không phải là khí thức bán thánh, mà là khí thức thánh nhân chân chính. Hắn mặc dù nhìn thấy Lăng Hàn xuất hiện, nhưng lo lắng vẫn là không thể đột phá tứ cực cảnh, cho nên hắn muốn ra mặt vì Lăng Hàn. Hầu tử, lưu lại đi, oanh, bách lý suy tuyết mới lên cấp thánh nhân của tử vi đế tộc cũng đứng dậy, khí cơ khóa chặt hầu ca. Kể từ đó, hầu ca nhất định phải phòng bị, nếu không hắn sẽ bị thánh nhân oanh kích, bảo đảm sẽ chết rất khó coi. Thánh nhân đã đứng trên đỉnh của thiên hạ, làm sao có thể khinh thường. lang Hàn quay đầu cười nói với hầu ca, hầu ca yên tâm, ta tốt lắm, có câu nói này, hầu ca đương nhiên yên tâm, ổn, hắn nghe răng cười một tiếng, hàm răng sắc bén hiện ra, hắn nói. Đến, Lão tôn đại chiến 300 hiệp với ngươi, hắn nhảy lên cao, hầu ca đã xuất hiện ở bên ngoài đông lâm tinh. Thánh nhân đại chiến, đương nhiên phải tiến hành trong tinh không, bằng không chỉ vài chiêu đã đánh nát tinh cầu. Bách lý suy tuyết sẽ không sợ, hắn cũng tiến lên tinh không. Oanh, ngay sau đó hào quang rực rỡ bộc phát, hai đại thánh nhân đã bắt đầu kịch chiến với nhau. T, hầu ca thành thánh, mọi người đều rung động. Bọn họ đều cho rằng Bách Lý Thiên là vương giả trong thế hệ trẻ sẽ đột phá thánh nhân trước tiên, mặc dù cũng không đại biểu bách lý thiên ngày sau nhất định thành đế nhưng vẫn có ý nghĩa to lớn như cũ thì ra hầu ca mới là thánh nhân đầu tiên trong thế hệ trẻ tuổi mọi người thổn thức không thôi tự nhiên cũng bàn tán sôi nổi sắc mặt bách lý thiên càng ngày càng khó coi hôn lễ của hắn có người gây rối không nói tân lương còn phản bội trước mặt mọi người hiện tại danh hiệu thánh nhân đầu tiên cũng bị người ta lấy đi hắn lúc này cảm thấy nhân sinh của mình thật thất bại tất cả những chuyện này kẻ cầm đầu chính là lăng hàn hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn sát khí như núi lửa phun trào ngươi không nên tới đây hắn thản nhiên nói lăng hàn cười một tiếng ngươi không cần tự kỷ như vậy ta tới đón thê tử của ta cũng không có quan hệ gì với ngươi nếu thuận tiện làm thịt ngươi cũng không phải không được ha ha bách lý thiên cười lạnh hai tiếng gương mặt của hắn càng dữ tợn ngày hôm nay chính là ngày sỉ nhục nhất đời của hắn nhưng không sao người nhục nhã hắn sẽ phải chết lăng hàn Người lấy dũng khí ở đâu ra? Hắn lập tức xuất thủ, hắn vươn tay vỗ mạnh về phía Lăng Hàn. Lập tức, quy tắc biến hóa và hóa thành một bàn tay, mang ý chí của thiên địa, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào vi phạm. Thánh nhân, hóa thân thiên địa, dù Bách Lý Thiên còn chưa đột phá chân chính nhưng đã nắm giữ một tiêu uy năng. Cũng không phải do người nói mới tính, Lăng Hàn cười một tiếng, duỗi ngón bắn ra ngoài. Phốc, bàn tay của thánh nhân bị xuyên thủng, sau đó quy tắc tràn ra ngoài, chờ đánh tới trước mặt Lăng Hàn thì không còn một tiêu uy lực nào cả. Chuyện này làm mọi người có cảm giác ra đầu tê dại. Chỉ điểm ra một chỉ là có thể hóa giải gậy kích của bán thánh. Ngươi là thánh nhân sao? Bách Lý Thiên cũng cả kinh, mặc dù hắn tùy tiện gậy kích nhưng một kích đó có thể miểu sát tôn giả, tại sao lại bị một tên giáo chủ hóa giải? Tiểu Hàn Tử, tốt, đại hắc cầu gào lên trợ uy cho Lăng Hàn, cướp tân nương, cướp tân nương, Tiểu Thanh Long cùng kêu to nó không những gọi mà còn cổ động những người nhưng trừ mấy người bọn họ to gan lớn mật ra có ai dám làm càn trước mặt đế tộc làm càn không người phụ họa tiểu thanh long cảm thấy rất buồn bực một đám hèn nhát hắn lắc đầu sau đó nó thả ra chín linh thân hò hét như thế cũng được mọi người đều im lặng quả nhiên nghe đồn người bên cạnh lăng hàn đều là kẻ không đáng tin cậy nhưng mà lăng hàn làm sao lại cường đại như thế đó là một kích của bán thánh đấy bách lý thiên cao mày hắn lập tức đánh ra một kích Lần này hắn tăng thêm vài phần lực lượng, bàn tay càng to lớn hơn trước. Lăng hàn lắc đầu, bách Lý Thiên, người thật sự làm ta thất vọng, một trăm năm qua đi, người vẫn còn chưa thành thánh. Nhìn sang hầu ca, đương nhiên, sở dĩ hầu ca có thể hoàn toàn bước vào thánh cấp không rời khỏi hai hạt giống quy tắc trợ giúp, đây chính là thứ thánh nhân cửu tinh ban cho, nếu không phải lão thánh thu sắp chết, ai cam lòng ban cho. Cho nên, hầu ca tiêu hóa hai hạt giống quy tắc, lại thêm bản thân hắn có thiên phú yêu nghiệt, từ đó hắn còn chân hơn Bách Lý Thiên bắt đầu xung kích thánh vị, thành thánh là chuyện đương nhiên. Nhưng Bách Lý Thiên lại không biết, nghe nói chỉ có buồn bực. Đúng thế, hắn không bằng hầu ca, thì thế nào, hắn đánh một kích về phía Lăng Hàn, người kia sẽ biến thành thi thể. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn phất tay chém một cái, quy tắc hóa thành thần mang chém vào bàn tay kia. Một đạo thần mang như thần kiếm tuyệt thế chém xuống, bàn tay kia bị chém thành hai. Bách Lý Thiên đánh kích thứ hai tuyên cáo vô gậy, lần này, Mọi người không thể bình tĩnh, lần thứ nhất còn có thể nói là Bách Lý Thiên chủ quan, căn bản không có quyết tâm, nhưng một kích này thì sao? T, Lăng Hàn thật sự nắm giữ thực lực ngang với bán thánh. Chuyện này không phải bị giam cầm ở giáo chủ Vĩnh Viễn hay sao, dù sao chiến lực cũng có hạn, vẫn có thể xông pha tiến lên. Bách Lý Thiên kinh hãi, tứ cực cảnh, tứ cực cảnh, ngươi đã trở thành tôn giả. Hắn thấy rõ ràng, Lăng Hàn đánh ra một kích vừa rồi đã ẩn chứa quy tắc thất tinh có thể vận dụng quy tắc thất tinh mà không phải chỉ có một tia điều này nói rõ một việc lăng hàn thành tôn cái gì nghe xong câu này mọi người vô cùng kinh hãi làm sao có thể lăng hàn không phải bị giam cầm ở giáo chủ vĩnh viễn hay sao vì cái gì có thể thành tôn gia hỏa này lại bị thiên địa ghen ghét trời ơi hắn có thể đánh vỡ cả thiên địa giam cầm trên đời này còn có thứ gì làm khó được hắn hắn như không thành đế thì ai xứng tại sao ngươi có thể đột phá Bách Lý Thiên cắn răng nói ra, lúc trước Lăng Hàn còn ở giáo chủ đã có thể quét ngang tất cả tôn giả, như vậy, hiện tại hắn đột phá tôn giả, ngang hàng với bán thánh thì có gì mà kỳ quái. Nhưng mà, Bách Lý Thiên không nghĩ tới chính là, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Dạng người này bị trời cao đố kỵ, vĩnh viễn vây khốn ở cấp giáo chủ, đây là kết cục mọi người vui vẻ, tránh ảnh hưởng tới tính cân bằng, tại sao gia hỏa này đột nhiên đột phá. Như thế, ai có thể tranh đoạt đế vị với Lăng Hàn? lăng hàn khoát tay và nói kẻ nào nói ta bị vây khốn ở giáo chủ vĩnh viễn ta chủ tu hành tiểu thừa cảnh hoàn mỹ một chút cho nên tốn thêm chút thời gian mà thôi mọi người đều im lặng khốn kiếp còn có thể cưỡng ép giải thích như thế đại hắc cầu đứng dậy nó giơ hai tay lên và thành khẩn nói cầu ra sai rồi cầu ra sai rồi làm cho mọi người hiểu lầm cầu ra nói xin lỗi mọi người tại nơi này nó làm bộ cúi mình vái chào người đang xin lỗi sao rõ ràng là tiểu nhân đắc chí chương năm nghìn chiến bán thánh lang hàn thành tôn tin tức này truyền bá trên tinh võng nhanh như ánh sáng cũng bị người khắp tinh không biết rõ trời sau khi biết được mỗi người đều cảm thấy ra đầu tê dại lang hàn là ai giáo chủ mạnh nhất lịch sử được gậy nhận có thiên phú võ đạo mạnh nhất đến mức bị thiên địa ghen ghét vĩnh viễn giam cầm ở cấp giáo chủ nhưng còn bây giờ thì sao hắn phá vỡ giam cầm bước vào cấp bậc Tôn giả, thậm chí hắn đã có thể đối kháng với bán thánh. Trời ạ, à, thời điểm hắn đạt tới Tôn giả cửu tinh, có phải thánh nhân tứ tinh ngũ tinh cũng không thể ép hắn. Cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu càng khó khăn, nguyên nhân có thể tu đến cảnh giới này, có người nào không phải thiên tài trong thiên tài. Cho nên, cho dù là thế hệ hoàng kim, ở thánh nhân chỉ có thể dùng nhất tinh đấu với nhị tinh cũng đã là chuyện khó lường. Nhưng đến trên người của Lăng Hàn thì khác tôn giả có thể chống lại thánh nhân trung giai, còn thiên lý hay không? Gia hỏa này phá vỡ thiên địa gông xiềng, còn ai có thể ép được hắn nữa? Tất cả đế tử đều biến sắc, may mắn đám người đinh thụ không đến, nếu không hiện tại sẽ không bình tĩnh. Một góc nào đó của tinh không, bọn họ cũng nhận được tin tức, lang hàn không nhìn thấy phản ứng của bọn họ mà thôi. Làm sao có thể, bách lý thiên cắn răng, hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này, hắn vừa hối hận vừa tức giận. Sớm biết, đế tộc khẳng định sẽ không tiếc trả giá lớn diệt trừ Lăng Hàn. Thị, chúng kế, trong nháy mắt vừa rồi, đế tộc đã phản ứng lại, Lăng Hàn bên kia cố ý thả bom khói lửa dối bọn họ, cho rằng Lăng Hàn đã không có không gian tăng lên, cho nên bọn họ không cần chú ý như ban đầu. Giết vẫn phải giết, nhưng không có khả năng trả ra cái giá lớn để chém giết. Cũng khó trách bọn họ chúng kế, nguyên nhân Lăng Hàn trước đó biểu hiện phù hợp với bị giam cầm vĩnh viễn, nếu không, gia hỏa này đã sớm bước vào tứ cực cảnh. Hiện tại, lăng hàn đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất chiến lược chí ít cũng đã là cấp bậc bán thánh thử hỏi thiên hạ còn có người nào thế lực nào dám nói có thể bắt được lăng hàn mang một chữ thánh đã không đơn giản đừng quên lăng hàn đang nắm giữ phượng dực thiên tường đây chính là chân hoàng đế thuật nhanh nhất thiên hạ thân pháp mạnh nhất thiên hạ có thể nói dù là thánh nhân cũng chưa chắc giữ được lăng hàn trừ phi chuẩn đế xuất thủ vấn đề là đế tộc tìm đâu ra chuẩn đế cho nên đây là khó giải đến lúc này lăng hàn chân chính nắm giữ vận mệnh của mình không cho phép có bất cứ kẻ nào uy hiếp cao tầng của đông lâm đế tộc nhìn nhau trong mắt mang theo hối hận thì ra lăng hàn không có trở thành phế nhân khốn kiếp tại sao ngươi không lộ ra tin tức cho bọn họ nếu không bọn họ cũng không đến mức gả chỉ mộng hàm cho bách lý thiên a chỉ cần không phải đần độn tất cả đều nhìn rõ ràng lăng hàn còn xuất sắc hợn bách lý thiên nhiều hối hận sau khi hối hận là bọn họ oán trách lăng hàn tin tức lớn như thế mà giấu bọn họ, làm hại bọn họ đưa ra quyết định sai lầm. Nói tóm lại, đế tộc chắc chắn sẽ không sai, sai nhất định là người khác. Bách Lý Thiên hít sâu một hơi, hắn ổn định tâm thần. Chuyện đã xảy ra, khiếp sợ thì có ý nghĩa gì? Hắn là bán thánh, đã mang chữ thánh chính là chiến lược mạnh nhất thiên hạ. Rất tốt, người đột phá, ta giết người lúc này có thể sẽ làm người càng tuyệt vọng. Hắn nói, Lang Hàn cười nói, mời người tiếp tục biểu diễn chết, bách lý thiên xuất thủ, hắn trực tiếp vận dụng thánh khí, hắn chém một đao giống như phân đôi thiên địa. tất cả mọi người đều hoảng hốt, khốn tiếp, lực lượng thánh cấp khai chiến lại đánh nhau trên tinh cầu. không sợ tai họa vô tội sao? lưu ly thánh nhân vội vàng xuất thủ, lúc này chỉ có hắn mới có thể dọn dẹp đống hỗn loạn này. lang hàn bước tới, hắn bay lên không trung, hắn cũng không phải suy nghĩ vì đông lâm đế tộc, mà là vì nơi này có quá nhiều người vô tội. chết đi, bách lý thiên nhanh chóng truy đuổi hắn vung thánh đao chém xuống. Với tu vi bán thánh của hắn hiện tại, cho dù thế nào cũng phát huy ba bốn thành uy lực của thánh khí. Như thế vẫn chưa đủ mạnh sao, quét, đao quang như thần binh diệt thế chém mạnh xuống. Lăng Hàn sinh ra hùng tâm, hắn lại muốn xem chiến lực của mình mạnh cỡ nào. Đến, hắn hét lớn một tiếng, trên hai tay có quy tắc thất tinh, hắn chủ động nghênh đón đao quang. Điên rồi, điên rồi, tất cả mọi người kinh hô, đây chính là thánh khí, phát ra gậy kích tương đương với thánh cấp, mà lang hàn mạnh hơn nữa cũng chỉ là tôn giả hắn làm sao có thể so với thánh nhân hắn muốn chết sao ngươi cũng quá tự tin rồi bành lang hàn xuất quyền đao quang bị chôn vùi mà hắn lông tóc không thương ta thấy cái gì tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại trong mắt như sắp sát ra ngoài đỡ được lang hàn lại đỡ được thánh khí gậy kích đây là gậy kích thánh cấp chân chính đấy trời ạ à, thật nhiều người đều ôm đầu hoàn toàn không thể tin vào mắt của mình mạnh đến biến thái bành bành, 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 Lăng Hàn không ngừng xuất quyền, hắn đánh ra từng đao quang diệt thế, hắn không những không phòng ngự, hơn nữa còn lao lên tấn gậy Bách Lý Thiên. Phòng thủ xưa nay không phải thói quen của hắn, hắn thế như trẻ tre, liên tiếp tiến mạnh, tất cả mọi người đều im lặng, cũng chỉ có bội phục thực lực và yêu nghiệt của Lăng Hàn. Chỉ bằng nhục quyền có thể chống lại thánh khí, thực lực như vậy, Bách Lý Thiên làm sao so. Mạnh hơn quá rõ, Bách Lý Thiên cắn răng, hắn chỉ cảm thấy sỉ nhục. Trong ngày hôn lễ, có người làm loạn không tính, tân nương phản bội, thậm chí hắn còn không thể giải quyết kẻ làm loạn. Làm sao chịu nổi, mặt mũi người mạnh nhất thế hệ hoàng kim còn đâu? Hắn giống to, thánh cốt trong cơ thể bị thôi phát, lực lượng thánh cấp không ngừng rót xuống và gia tăng chiến lực của hắn. Lập tức, chiến lực của hắn lại tăng lên, chân chính đạt đến thánh cấp. Cũng không dùng được, nguyên nhân là vì chiến lực lăng hàn cũng là thánh cấp, người đạt tới thánh cấp thì như thế nào, nhiều lắm chỉ có thể ngang tay với hắn. Nhưng mà chống lại nổi sao. Lăng Hàn vận dụng 20 đạo quy tắc thất tinh đan vào thành phiến, từ đó thực lực của hắn ngang hàng với hai đạo quy tắc bát tinh. Bách Lý Thiên thì sao? Chỉ là bán thánh mà thôi, hắn chỉ có thể vận dụng một đạo quy tắc bát tinh, cho dù vận dụng thánh cốt cũng chỉ có thể hơi mạnh hơn một đạo quy tắc bát tinh mà thôi. Một đạo quy tắc bát tinh làm sao chống lại hai đạo quy tắc bát tinh? Mặc dù Lăng Hàn có hai đạo quy tắc bát tinh là do 20 đạo quy tắc thất tinh tạo thành. Oanh, hai người đấu nhau, về mặt sức mạnh, Bách Lý Thiên đã chiếm thượng phong, nhưng trên quy tắc thì hắn rất lại quá nhiều. Thế nhưng đạt tới cấp độ này, lực lượng chiếm tỷ trọng nhỏ trong chiến lực, quy tắc mới là đầu to, mới là vương đảo. Quy tắc của Lăng Hàn chiếm ưu thế, tự nhiên hắn chiếm ưu thế về chiến lực. Bởi vậy, mọi người nhìn thấy cảnh tượng thú vị, Lăng Hàn bị đánh bay tới bay lui, trên thân Bách Lý Thiên lại xuất hiện càng nhiều vết thương. Chương năm 1045, Bách Lý Thiên bại. Bách Lý Thiên sắp bại rồi chuyện này ai cũng thấy rõ ràng lực lượng bách lý thiên chiếm ưu thế nhưng căn bản không gây thương tổn được lăng hàn quy tắc của hắn rất lại phía sau quá nhiều mỗi một lần đấu đều có thêm vết thương cứ tiếc như thế vết thương nhỏ sẽ biến thành vết thương lớn vết thương lớn biến thành trọng thương hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là gì lăng hàn còn chưa sử dụng năng lượng hủy diệt hiện tại mọi người đều biết lăng hàn nắm giữ một loại năng lượng tầng thứ cao đáng sợ lực phá hoại mạnh đến mức đến mức không tưởng tượng nổi nếu như dùng chiêu này, Bách Lý Thiên có bị đánh thành cặn bã hay không? Người nổi bật nhất trong thế hệ Hoàng Kim lại lâm vào kết cục thê thảm như vậy. Bách Lý Thiên giống to, hắn không ngừng vận dụng đế thuật tấn gậy. Đạt tới bán thánh, đế thuật cũng không phải chiêu thức vận dụng liên tục nhưng uy sẽ mạnh đến mức khủng bố, nhưng mà, ở trước mặt Lăng Hàn lại không có chút tác dụng gì. Không chịu nổi một kích, Lăng Hàn lắc đầu, hắn xuất thêm một trường, quy tắc hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía Bách Lý Thiên. Một kích này, Bách Lý Thiên Tránh không khỏi, hắn bị đánh trúng ngực và bị thương. Hắn trọng thương, Lăng Hàn muốn bổ sung thêm một kích, chỉ thấy Bách Lý suy tuyết lướt tới và mang Bách Lý Thiên đi. Vị thánh nhân mới lên cấp dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lăng Hàn, dường như muốn nhìn thấu hắn. Phía sau, Hầu Ca đã đuổi tới nhưng không có xuất thủ, hắn vác gậy trên vai, dáng vẻ đủ bá khí. Ngươi, Bách Lý suy tuyết lộ nghi hoặc, nói, dường như bản thánh gặp qua ngươi ở đâu rồi, sách đây chính là năng lực cảm ứng của thánh nhân hắn thật sự gặp qua lăng hàn đó là lúc ở bên trong vườn thuốc tử vi đế tộc nhưng lúc đó hắn chỉ cảm ứng một tia khí thức của lăng hàn cũng không phải tận mắt nhìn thấy hiện tại hắn cảm giác quen thuộc chính là khí thức của lăng hàn đúng rồi ngày đó ngươi tiến vào bản tộc ăn trộm bách lý suy tuyết kịp phản ứng lại hắn bộc phát sát cơ đáng sợ thật to gan dám ăn trộm trong tộc ta hôm nay bản thánh sẽ lấy mạng chó của ngươi đại hắc cầu cảm thấy ngực tê dần nó nằm cũng trúng đạn. Ha ha, tiểu thanh long cười to, lão đầu, đối thủ của ngươi là tôn gia gia, hầu ca vỗ động gậy trong tay mình, chiến ý ngập trời. Lăng hàn cản lại, nói, hầu ca, ta thử một chút, hắn muốn giao thủ với thánh nhân chân chính, bách lý thiên quá yếu. Được, hầu ca gật đầu, hắn thu hồi cây gậy của mình. Bách lý suy tuyết lộ ra vẻ giận dữ, hắn đường đường thánh nhân, thế mà còn muốn bị người chọn ba lấy bốn. Đây là đại bất kính chỉ là tứ cực cảnh. Bách Lý suy tuyết cười lạnh, sau đó hắn tấn công Lăng Hàn. Oanh, bàn tay to lớn như tinh cầu còn quấn quanh quy tắc bát tinh, tổng cộng có hai đảo. Lăng Hàn không sợ, hắn xuất ra một quyền ngăn cản. Bành, nắm đấm va chạm với bàn tay, cự thủ vỡ nát nhưng nắm đấm cũng mất đi uy lực, sau khi bay một đoạn liền tan rã. Ngang tay, tê, trên đông lâm tinh, những người nhìn thấy cảnh này đều hít khí lạnh, luôn có người cố ý mở liên tiếp khí truyền vào tinh võng. Trời, càng ngang tay, tất cả mọi người đều cảm thấy ra đầu tê dại, phải biết đây không phải là bán thánh như Bách Lý Thiên, mà là thánh nhân chân chính. Nhưng Lăng Hàn vẫn không thua, đúng là chọc thủng trời rồi, nhưng lực lượng của thánh nhân quá mạnh, dự âm vẫn đánh Lăng Hàn bay mấy trăm dặm, nhưng lực lượng thuần túy có thể gây tổn thương cho hắn được sao? Đây không phải nghiền ép sao? Gia hỏa này, vừa mới đột phá tôn giả đã nắm giữ chiến lược thánh nhân. Nghịch thiên, tôn giả mạnh nhất trong lịch sử. Mọi người nhao nhao cảm thán, mặc dù Lăng Hàn chỉ là tôn giả nhất tinh nhưng tuyệt đối có xương hào tôn giả mạnh nhất. Thử hỏi ai có thể so sánh, Bách Lý suy tuyết ném Bách Lý Thiên sang một bên, lúc này hắn cũng thán phục. Chiến lực như vậy, hắn có thể so sánh sao? Bằng vào thánh khí, hắn miễn cưỡng liều với Lăng Hàn một phen, luận chiến lực chân chính, hắn còn thua một bậc. Nhưng người ta chỉ là tôn giả nhất tinh, so sánh như thế, hắn lại không lấy cớ cho bản thân mình. Bởi vì kém hơn không chỉ một ít, hai tay của hắn siết chặt nắm đấm, trong nội tâm đầy tức giận và không cam lòng. Trên hôn lễ của hắn, Lăng Hàn cường thế xuất hiện và cướp đi tất cả vinh quang của hắn. Thế tử, hào quang thiên kiêu mạnh nhất, tất cả đều không có. Tất cả những thứ này đều là Lăng Hàn hại, để hắn từ đỉnh phong của nhân sinh rớt xuống đáy cốc. Không, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu được. Hắn là Bách Lý Thiên, thế hệ hoàng kim mạnh nhất, hắn nhất định sẽ thành đế. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trên người có khí tức đáng sợ chấn động, hắn phải nhanh chóng trở thành thánh nhân chân chính, sau đó một lần nữa đánh với Lăng Hàn một trận để giết kẻ này. Chỉ có như thế, hắn mới có thể tìm lại tự tin và tôn nghiêm của mình. Oanh, 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 Lăng Hàn và Bách Lý Suy Tuyết đang kịch chiến, hai người dùng quy tắc va chạm nhưng trên lực lượng lại là Bách Lý Suy Tuyết chiếm đủ thượng phong, chế trụ Lăng Hàn, nhưng việc này không đại biểu hắn sẽ thắng. Chỉ có thể nói, Bách Lý Suy Tuyết hiện tại hơi chiếm thượng phong mà thôi. Nhưng Lăng Hàn còn chưa xuất hết tuyệt chiêu, thử xem, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, đến, oanh, hắn vẫy tay về phía đông lâm tinh, một đạo địa khí bay lên không trung và hóa thành hình người, cũng đứng bên cạnh hắn. Hắn tươi cười, thời điểm ở giáo chủ hắn không thể rút địa khí ở xa như thế, nhưng bước vào tôn giả thì hắn có thể làm được. Hừ, chỉ là địa khí tôn giả hóa thân, bách lý suy tuyết khinh thường, đúng là quá xem thường hắn, vọng tưởng dùng thứ này ngăn cản hắn hay sao? Hắn chưa dứt lời, chỉ thấy Lăng Hàn vẫy tay lần nữa, lại có từng đạo địa khí bay lên và hóa thành hình người Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm Tốc độ gia tăng nhanh kinh người Ngoá, Bách Lý suy tuyết trợn mắt há hốc mồm Một tên tôn giả không lọt vào mắt hắn Nhưng nhiều tôn giả thì sao 99, hơn nữa hắn có thể khẳng định Mỗi một địa khí hóa thân đều là cấp bậc tôn giả cửu tinh Mặc dù một đối một sẽ bị hắn miểu sát Nhưng nhiều như thế tiến lên cũng làm hắn cao mày Dù sao hắn cũng chỉ là thánh nhân nhất tinh Trọng yếu nhất là cái gì đây là địa khí, mặc kệ đả thương hoặc giết thì được gì. Lãng phí khí lực của hắn mà thôi. Ha ha, đến đánh đi. Lăng Hàn giết tới, 99 địa khí hóa thân cùng lao lên, mỗi một địa khí đều có chiến lực tứ cực cảnh đỉnh phong. Kể từ đó, Bách Lý suy tuyết cũng nhức đầu. Lăng Hàn kém một chút là có thể ngang tay với hắn, huống chi còn có 99 tên tôn giả phụ trợ. Đúng vậy, dưới thánh nhân đều là sâu kiến, nhưng lại không chịu nổi số lượng sâu kiến quá nhiều, chưa nghe nói qua câu kiến nhiều cắn chết voi hay sao. Đáng chết, Bách Lý suy tuyết chửi thề một câu, hắn không thể không dùng tới đại chiêu. Oanh, một đạo thánh hỏa bốc lên, chương 5046, tứ cực chống trời. Thánh hỏa, căn bản của thánh nhân, cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất của thánh nhân. Nhưng mà, thánh hỏa bình thường đều thu vào bên trong thức hải, dùng để diệu chiếu quy tắc, một khi sử dụng sẽ có uy lực cực lớn, nhưng cũng có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là sẽ sẽ làm thánh hỏa tiêu hao. Bởi vậy nếu không gặp phải kình địch, có thánh nhân nào nguyện ý vận dụng thánh hỏa chứ? Hiện tại Bách Lý suy tuyết dùng tới thánh hỏa, có thể thấy được hắn bị lăng hàn ép tới mức nào? Không có cách, nếu truyền ra tin tức thánh nhân không thể chính diện giải quyết một tôn giả, như vậy hắn khẳng định sẽ trở thành thánh nhân uất ức nhất lịch sử, sẽ trở thành hình tượng phản diện khi các cường giả giáo huấn hậu bối. Oanh, thánh hỏa của hắn chỉ lớn như ngón út, lại có màu trắng loa, nhìn không khác gì ngọn nến tàn trước gió, dường như chỉ cần thổi một cái là tắt, nhưng nó lại tỏa ra uy áp cực kỳ khủng bố. Từ trên bản chất mà nói, kỳ thật thánh hỏa cũng không phải thật sự là hỏa diễm, mà là một loại biểu hiện hình thức của năng lượng, quy tắc. Cho nên, thánh hỏa không có sinh ra cảm giác nóng bức, ngược lại còn lạnh lẽo đáng sợ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không sợ, mang theo 99 địa khí hóa thân tiếp tục giết qua. Bành, 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 sau khi vận dụng thánh hỏa, lực phá hoại của Bách Lý suy tuyết tăng lên rất mạnh, từng cái địa khí hóa thân băng diệt, nhưng mà địa khí hóa thân lại quá nhiều. Người đánh băng diệt thì đánh băng diệt, Lăng Hàn vận dụng ý niệm là có thể sáng tạo ra. Việc này càng làm Bách Lý Suy Tuyết cảm thấy oan uổng. Chỉ có chiến lược vô địch, nhưng căn bản đánh không trúng chính chủ, hắn càng đánh càng nóng lòng. Phải biết, Thánh Hỏa dùng một phần sẽ ít đi một phần, mặc dù đủ để trèo chống hắn đánh tới mấy năm, nhưng vừa vào Thánh Nhân đã tiêu hao Thánh Hỏa, hắn làm sao chịu được. Hắn tiến thối lưỡng nan, một phương diện vì mặt mũi, hắn nhất định phải xử lý Lăng Hàn, chỉ ít cũng phải đánh bại đối thủ này, nhưng một phương diện khác, hắn lại không nghĩ tiêu hao quá nhiều thánh hỏa, cho nên tâm lý của hắn rất mâu thuẫn. Mọi người đều nhìn rõ tâm tình của Bách Lý suy tuyết, ai cũng cảm thán trong lòng. Đường đường thánh nhân, thế mà bị ép đến mức lúng túng như thế. Thế gian còn có ai? Chỉ Lăng Hàn mà thôi. Không thể xem Lăng Hàn như tôn giả được, vị này chính là thánh nhân, cảnh giới không phải tham chiếu chính xác nhất, cần phải nhìn rõ thực lực của hắn. Nghĩ tới đây, mọi người cảm thấy Bách Lý Suy Tuyết không cách nào xử lý Lăng Hàn. Nhưng Bách Lý Suy Tuyết không cho là như vậy, hắn không muốn làm đá đặt chân của Lăng Hàn. a à, một chiến tướng vĩnh viễn lưu truyền sử xanh, thành tựu vạn cổ đệ nhất vinh quang, ta sẽ trở thành kẻ đáng thương dưới chân của ngươi sao. Không được, Bách Lý Suy Tuyết hét lớn, quy tắc hóa thành trường hà tấn công Lăng Hàn. Nhưng mà, 99 đạo địa khí hóa thân biến thành kiên thịt của Lăng Hàn, dù sao cũng là tôn giả đỉnh phong, một bộ không chặn được một kích của thánh nhân, như vậy hai bộ, mười bộ thì sao? Mặc cho Bách Lý suy tuyết hành động như thế nào, hắn vẫn không làm gì được Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, vận chuyển văng lượng hủy diệt, hắn cũng đã quyết tâm. Đến, hắn giết tới, năng lượng hủy diệt sôi trào quanh người hắn, cái gì quy tắc đánh tới cũng bị tan giã. Sau khi bước vào tôn giả cảnh, uy lực của năng lượng hủy diệt đã tăng lên tới cấp độ kinh khủng. Lăng Hàn như thế, người nào có thể ngăn cản? Bách Lý suy tuyết không tin tà, hắn oán hận trọi cứng với Lăng Hàn. Bành, Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài, nhưng trên tay Bách Lý suy tuyết cũng lưu lại một vết thương, hơn nữa còn không ngừng mở rộng. Bách Lý suy tuyết vận chuyển lực lượng thánh nhân, nhưng căn bản không cách nào khống chế thương thế, hắn chỉ có thể tráng sĩ chặt tay, trực tiếp chém dụng cánh tay thương tổn của mình. Hắn cảm thay nhớ hoảng hốt, tại sao có thể có năng lượng tầng thứ cao kinh khủng như thế? Loại lực phá hoại kia hoàn toàn đạt tới mức không nói đạo lý, thánh lực của hắn không có tác dụng với năng lượng tầng thứ cao kia. Thật là đáng sợ, thánh hỏa chiếu giỏi, thiên hạ đóng băng. Bách Lý suy tuyết hét lớn một tiếng, thánh hỏa bộc phát hàn ý vô tận, vũ trụ vốn lạnh lẽo càng lạnh lẽo hơn trước. Đây là uy lực của thánh hỏa, lăng hàn cảm thấy thân thể của mình cứng ngắt, máu huyết như bị đóng băng. Hừ, đây mới là năng lực chân chính của thánh nhân. Bách Lý suy tuyết nói, ngươi có thể làm thế nào? Đây chính là đẳng cấp quy tắc áp chế, Lăng Hàn có thể vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, cũng có thể dùng năng lượng hủy diệt đi thôn phệ, nhưng tâm niệm của hắn vừa động, tứ cực trụ phân biệt bảo vệ quanh người hắn. Ông, các ký hiệu phía trên cực trụ tỏa sáng, lập tức, hàn ý biến mất, Lăng Hàn khôi phục năng lực hành động. Cái gì, Bách Lý suy tuyết xuyệt nữa thổ huyết, phải biết rằng hắn dùng chiêu này đã tiêu hao không ít thánh hỏa, nhưng hiện tại bị Lăng Hàn hóa giải dễ dàng, hắn làm sao chịu nổi. Thế nhưng mà, tứ cực trụ có thể hóa giải uy lực của thánh hỏa đây không phải đùa giỡn hay sao phải biết đây chính là áp chế một cấp độ đó là tứ cực trụ của lăng hàn a à, vì cái gì giống bốn cây cột đá như thế đúng vậy tứ cực trụ không phải là do quy tắc ngưng tụ thành sao tại sao nó lại như cây cột đá tỏa sáng hơn nữa màu sắc cũng khác nhau ta nghe nói có có chút tiên dược tăng phẩm chất tứ cực giao phó cho tứ cực một chút thần thông đặc thù nhưng mà ta chưa từng nghe nói qua tứ cực trụ như lăng hàn nhìn thì rất bình thường giống như bốn cây cột đá nhưng vì cái gì nó lại tỏa ra khí thức cổ xưa tang thương như vậy. Còn nữa, bốn ký hiệu kia là cái gì? Đúng thế, trên tứ cực còn có ký hiệu, rốt cuộc hắn là tôn giả mấy tinh. Chẳng lẽ, ký hiệu của hắn tương đương với vòng tôn giả hay sao? Mọi người nhao nhao kinh hô, Lăng Hàn quả nhiên không giống bình thường, khó trách ra hỏa này yêu nghiệt như thế. Lăng Hàn nhắm mắt trải nghiệm, tứ cực mở ra, hình thành lĩnh vực tuyệt đối do hắn nắm giữ. Cho nên, uy lực của thánh hỏa không thể ảnh hưởng tới hắn chuyện này quá kinh người tôn giả hình thành thần thông lại có thể đối kháng thánh nhân lại chiến lăng hàn cười ha ha hắn tấn công bách lý suy tuyết hắn thử mở tứ cực ra nhưng lập tức lâm vào cực hạn cũng chỉ có thể mở ra không gian 10 triệu vuông không có biện pháp hắn đối mặt chính là thánh nhân đây là cấp độ áp chế đầy đủ lăng hàn xuất quyền nếu không có thánh hỏa uy hiếp hắn cần phải sợ bách lý suy tuyết hay sao oanh 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 bách lý suy tuyết va chạm với lăng hàn nhưng hắn không thể áp chế nổi lăng hàn ngược lại còn bị năng lượng hủy diệt gây thương tích chiến càng lâu hắn bị thương càng nặng thánh nhân thật sự có thể đoạn chi trọng sinh nhưng không cần trả giá thật lớn sao nhiều lần như thế cho dù là thánh nhân cũng không chịu nổi a à, vị tân thánh nhân này ngửa mặt lên trời giống to một tiếng hắn không do dự vung tay một cái hắn xé rách không gian và nắm lấy bách lý thiên cùng người tử vi đế tộc rời đi đánh không lại chỉ có thể chạy lăng hàn không có truy kích hắn cũng chỉ mạnh hơn bách lý suy tuyết một đường, cũng không có ưu thế nghiền ép. Lại nói, tử vi đế tộc lại chạy không được, chương năm 1047, cướp cô dâu mà đi. Lang Hàn đứng ngạo nghễ trong tinh không, bên dưới, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ nhìn hắn. Vào thời khắc này, cho dù là thánh nhân cũng phải động dung, cũng phải thán phục. Dùng thực lực tôn giả hù chạy thánh nhân, liền hỏi thiên hạ, có người thứ hai làm được hay không? Tuyệt đối không có, xưa nay chưa từng có, sau này cũng không có ai ha 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 mau xuống đây ngồi một chút lưu ly thánh nhân cất tiếng cười to hắn vẫy tay với lăng hàn lăng hàn và hầu ca đều bay xuống đứng bên cạnh lưu ly thánh nhân bọn họ đều có chiến lược thánh cấp như vậy mặc dù thánh nhân có phân cao thấp nhưng đã không ảnh hưởng tới địa vị của bọn họ không thành thánh cuối cùng chỉ là sâu kiến hiện tại lăng hàn và hầu ca đã có tư cách đứng ngang hàng với thánh nhân lưu ly thánh nhân cảm thán thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy lăng hàn Đối phương thậm chí còn không có tư cách để hắn nhìn nhiều, nhưng mới qua mấy trăm năm, đối phương đã đứng cùng độ cao với hắn. Mà phải biết, Lăng Hàn mới chỉ là tôn giả, tôn giả tăng lên một tinh dễ dàng hay là thánh nhân tăng lên một tinh dễ dàng? Đương nhiên là cái trước, cho nên có khả năng hắn chưa bước vào ngũ tinh thì Lăng Hàn cũng đã là tôn giả cửu tinh. Với năng lực yêu nghiệt của Lăng Hàn, đến lúc đó hắn thật sự có thể phân cao thấp với thánh nhân ngũ tinh. Việc này chẳng khác gì truyền kỳ, những người khác cũng nghẹn ngào thật nhiều nữ võ giả càng kích động đến mức muốn Lăng Hàn ôm ấp yêu thương. Lúc trước Lăng Hàn nói sẽ đích thân đến Đông Lâm đế tộc dẫn chỉ mộng hàm đi, vào lúc đó, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy đây là trò cười, của ngôn không tự lượng sức mình. Người dựa vào cái gì, dừng lại ở giáo chủ vĩnh viễn, cơ bản đã là phế nhân, cho dù Lăng Hàn có thể bước vào tôn giả, với nội tình của Đông Lâm, tử vi đế tộc sẽ cho phép Lăng Hàn làm loạn sao. Không nghĩ tới chính là, Lăng Hàn lại làm được, oai hùng như thế, lại thâm tình như thế nữ nhân nào không yêu thương cơ chứ hai vị đạo hiếu xin đến tổ địa một lần lưu ly thánh nhân tha thiết mời nơi này người ngoài quá nhiều cũng không thuận tiện nói chuyện với nhau lang hàn cười cười lắc đầu nói ta vừa mới đột phá còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn ta sẽ không đi vào lưu ly đạo hiếu có lời gì cứ việc nói là được rồi lưu ly đạo hiếu mọi người rung động đây chính là ngang hàng luận giao cho dù bọn họ đã biết rõ Lăng Hàn nắm giữ chiến lược thánh nhân, nhưng tận mắt thấy hắn chuyện trò vui vẻ cùng thánh nhân, tất cả vẫn khó mà tiếp nhận. Lăng Hàn đương nhiên cự tuyệt, nói giỡn, tiến vào tổ địa đông lâm đế tộc, như vậy sẽ chui vào trận pháp đại đế, mà tiến vào trận pháp đại đế còn không phải chui đầu vào lưới hay sao? Muốn Lăng Hàn tin tưởng đế tộc, ha ha, hắn tình nguyện tin tưởng heo mẹ biết trèo cây còn hơn. Ở trong mắt đế tộc chỉ có lợi ích, trước đó hắn phế đi, tử vi đế tộc không chút do dự lựa chọn Bách Lý Thiên, bọn họ đã từng hỏi ý, thông chi với hắn. Hiện tại cũng vậy, thấy hắn quật khởi mạnh mẽ nên đá Bách Lý Thiên bay đi. Vận mệnh, đương nhiên phải nắm giữ trong tay của mình. Lang Hàn có một ngày tiến vào tổ địa Đông Lâm đế tộc, nhưng đó là lúc hắn có thực lực ngăn cản trận pháp đế cấp. Hắn cũng không phải mau đầu tiểu tử ôm một bầu nhiệt huyết, sẽ dễ dàng bị kích thích. Hầu ca không nói gì, hắn không am hiểu những chuyện này, nhưng muốn đánh nhau, hắn vùng gậy tiến lên là được ha ha lưu ly thánh nhân cũng không nói thêm gì hắn không có nhắc lại hắn dẫn câu chuyện lên người chỉ mộng hàm lang đạo hiếu người hôm nay nháo như thế mộng hàm về sau nào dám gặp người chứ hắn vẻ mặt bi thống nói ngươi nhất định phải gánh chịu trách nhiệm này lang hàn cười một tiếng chuyện này không có vấn đề lưu ly thánh nhân thỏa mãn gật đầu mộng hàm là truyền nhân xuất sắc nhất đông lâm đế tộc gả nàng ra ngoài nói thật bản thánh cũng không bỏ cho nên Lăng đạo hiếu phải có lễ hỏi thật thành ý. Khốn kiếp, người thật hiện thực. Lăng hàn hỏi, không biết đông lâm đế tộc muốn lễ hỏi gì. Lưu ly thánh nhân công phu sư tử ngoạc. Đầu tiên, một bộ đế kinh. Hắn giải thích nói, mộng hàm gả cho ngươi, của hồi môn cũng là đế kinh, người đương nhiên phải đáp lại tương ứng. Tiếp theo, ba môn đế thuật, trong đó nhất định phải có phượng dực thiên tường. Thứ ba, người nắm giữ năng lượng tầng thứ cao màu đen kia, cần giao linh đổ cho chúng ta, lưu ly thánh nhân nói bà yêu cầu hắn vẫn chiếm đầu to tiên dược thánh liệu càng nhiều vô số kể lăng đạo hữu ý như thế nào lăng hàn nghĩ nghĩ nói ta có một lễ hỏi tốt hơn a à, cái gì lưu ly, ly thánh nhân cảm thấy ngoài ý muốn còn có thứ chân quý hơn lăng hàn cười một tiếng ta cho các ngươi một đứa con của đại đế lưu ly, ly thánh nhân đầu tiên là sững sờ sau đó sắc mặt đỏ lên khốn kiếp ngươi là hỗn đản vắt chảy ra nước ngược lại nghĩ làm quý nữ đông lâm đế tộc to bụng Lăng đạo hữu người quá đáng. Hắn không vui nói, Lăng Hàn không tiếp tục để ý lưu ly thánh nhân, mà là nhìn về phía chỉ mộng hàm. Ta muốn dẫn người ra khỏi đông lâm đế tộc, nhưng ta chưa từng hỏi qua người có nguyện ý hay không. Chỉ mộng hàm lập tức gật đầu, ta nguyện ý, tốt, ta tiếp tục cướp cô dâu. Lăng Hàn cười to, thân hình lướt về phía chỉ mộng hàm. Tiểu tử, ngươi dám, lưu ly thánh nhân tức điên lên, đúng là quá to gan lớn mật, dám cướp người trước mặt hắn. Thế nhưng mà, hắn vừa động đã thấy hầu ca vung côn tấn công cùng là thánh nhân lưu ly thánh nhân cũng không dám không phòng bị hắn chỉ có thể chống đỡ Bang, 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 hai người kịch chiến hầu ca chỉ là thánh nhân nhất tinh dù hắn có thiên phú kinh người nhiều lắm cũng chỉ có chiến lược thánh nhân nhị tinh nhưng lưu ly thánh nhân lại là tứ tinh tranh lệch không phải nhỏ rất nhanh hầu ca đã lâm vào hạ phong nhưng đây chính là trên đông lâm tinh lưu ly thánh nhân xuất thủ có điều cố kỵ cho nên hắn không thể làm gì hầu ca trong thời gian ngắn. Lang Hàn đã vào tới trước mặt trì mộng hàm, hắn lại vẫy tay một cái, hắn bắt lấy đại hắc cầu cùng tiểu thanh long tới gần. Hầu ca, chúng ta đi. Hắn xé mở không gian, trực tiếp rời đi. Hầu ca nhếch miệng cười một tiếng, hắn vung một gôn và rời đi. Thánh nhân muốn chạy, trên đời này không ai có thể ngăn cản, cho dù là thánh nhân cử tinh cũng không được. cho nên thánh nhân mới nắm giữ địa vị siêu nhiên như thế không có thế lực nào nguyện ý đắc tội chết với một thánh nhân, nguyên nhân giết không thể giết, người ta cả ngày nhìn chằm chằm ngươi, có thế lực nào không nhức đầu chứ. Lưu ly thánh nhân cũng không có truy kích, hắn dùng thần thức truyền âm nói. Minh lão tổ, vì cái gì không cho bản thánh suốt toàn lực. Hơn nữa, ngươi xuất thủ, bọn họ không chạy được. Cái gọi là Minh lão tổ chính là một vị thánh nhân khác của đông lâm đế tộc, cũng là trụ cột vững vàng chân chính. Thánh nhân cửu tinh, chỉ thái minh, ha ha, tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần chim mộng hàm đi theo hắn, hắn sẽ có ngàn vạn liên hệ với bản tộc. Chị Thái Minh dùng thần thức truyền âm nói trong thức hải của hắn. Trường năm 1048, Cửu Dương Thánh Địa Trọng Lập. Đối ngoại tuyên bố, Lang Hàn là con rể bản tộc, bất kỳ người nào muốn tổn thương hắn, chẳng khác nào đối địch với bản tộc. Chị Thái Minh nói tiếp, Lưu Ly Thánh Nhân kỳ quái, nói, tiểu tử kia đã có chiến lực thánh cấp, trên đời này không có ai dám trêu chọc hắn. Cho nên, bọn họ cần gì vẽ vời cho thêm việc ha ha cho nên ân tình dễ kiếm như vậy cớ sao không làm chị thái minh từ tốn nói khốn kiếp đúng là lão hồ ly lưu ly thánh nhân cảm thấy mình cũng không có vô sỉ như vậy chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra kẻ này tất thành đế chị thái minh lại nói kể từ đó chị ra chúng ta sẽ ổn hơn nữa nếu có dòng dõi của hắn chị ra nhận làm con nuôi khi đó chúng ta nắm giữ huyết mạch hai đại đế tộc thiên phú võ đạo sẽ kinh người cỡ nào. Chỉ ra ta cuối cùng cũng có khả năng sinh ra đại đế thứ hai. Lưu ly thánh nhân gật đầu, hắn không nhìn xa như trì thái minh, hắn chỉ muốn đế kinh, năng lượng hủy diệt, phượng dực thiên tường. Cần phải biết rằng, Lăng Hàn sẽ không dạy bảo thuật như thế cho con mình sao. Con của hắn và trì mộng hàm không phải liền là huyết mạch đông lâm đế tộc sao. Cùng lắm thì, bọn họ sẽ xuất ra rất nhiều chỗ tốt khi hài tử xuất sinh, khi đó thu hút nội tâm của đứa trẻ về trì ra, thậm chí, hứa gả nữ tử chỉ ra cho hắn thân càng thêm thân như vậy những bảo thuật này cũng rơi vào tay chỉ ra đúng vậy đúng vậy trước đó tướng ăn của hắn quá khó nhìn khó trách lăng hàn chạy đi cho nên gương càng già càng cay rất nhanh chỉ ra đã phát tin tức biểu thị tán thành con rể lăng hàn cũng biểu thị toàn lực ủng hộ hắn lúc này thiên hạ chấn động đông lâm đế tộc đang ngang nhiên tát vào mặt tử vi đế tộc hay sao nhưng suy nghĩ lại một chút đông lâm đế tộc làm rất hiện thực lăng hàn mạnh hay không mạnh 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 đến mức quét ngang cùng cảnh giới không tính ngay cả cao hơn hắn một cảnh giới cũng bị đánh bại dạng người này có khả năng thành đế rất lớn cho nên chỉ mộng hàm gả cho lăng hàn sẽ mang lại cho chỉ ra bao nhiêu lợi ích lăng hàn hay là tử vi đế tộc hơn nữa với tính cách của lăng hàn một khi hắn thành đế cực kỳ có khả năng sẽ làm tử vi đế tộc tan biến trong lịch sử cái thứ hai đắc tội tử vi đế tộc thì thế nào đông lâm đế tộc sợ sao Mọi người nội tình tương đương, đều có đế binh tỏa chấn, đều có trận pháp đại đế thủ hộ, sợ cổng lông. Cho nên, Đông Lâm đế tộc tất một cái vào mặt tử vi đế tộc thì thế nào? Lại nói, chỉ có làm như thế, ngang nhiên đoạn tuyệt với tử vi đế tộc, lúc này mới có thể lấy lòng lăng hàn. Trước đó, Đông Lâm đế tộc không quan tâm, đã hứa gả chìm mộng hàm cho Bách Lý Thiên, cho nên, nhất định phải tỏ thái độ rõ ràng mới được. Trong lúc nhất thời, trên tình võng bàn tán việc này rất lâu cũng đang suy đoán tử vi đế tộc sẽ phản ứng thế nào. Vào thời điểm như vậy, bọn người lăng hàn trở về. Sau khi giới thiệu trì mộng hàm cho đám người hổ nữ cùng nữ hoàng, bọn họ cũng nghỉ ngơi vài ngày, lăng hàn bắt đầu xử lý chính sự. Nếu lăng hàn, hầu ca đã thành thánh hoặc nắm giữ chiến lược thánh cấp, hơn nữa tiểu thanh long, đại hắc cầu cách thánh cấp một bước, như vậy, cửu dương thánh địa trọng lập càng dễ dàng. Trước đó chỉ có một mình cửu sơn thánh nhân nên không thể trèo chống vững vàng. Nhưng bây giờ đã khác, chiến lực thánh cấp nhiều đến ba người. Cho nên, trừ phi có thể đồng thời đánh chết ba người lăng hàn, bằng không, chỉ cần có một người thoát đi, bị một tên thánh nhân để mắt tới, thế lực nào có thể sống an ổn qua ngày. Hiện tại trọng lập cửu dương thánh địa, lăng hàn không cần lo lắng đế tộc tìm đến phiền phức. Hơn nữa tiềm lực lăng hàn khủng bố cỡ nào, chỉ cần không thể bảo đảm đánh chết hắn, có ai dám động thủ với người bên cạnh hắn. Chuyện không cần chờ lăng hàn thành đế, chỉ cần hắn thành thánh, cho dù là thánh nhân cửu tinh cũng phải sợ hãi. Thời gian thành thục, Lang Hàn và Cửu Sơn thánh nhân bắt được liên lạc, nói muốn trùng kiến Cửu Dương thánh địa. Chuyện này làm lão gia tử cao hứng, hắn lập tức chạy tới, cũng thương lượng chuyện trùng kiến với Lăng Hàn. Tuyên chỉ, bọn họ có rất nhiều việc cần làm, thời gian vội vàng, một năm sau, Lang Hàn đã tuyên bố ra ngoài, Cửu Dương thánh địa trọng lập. Tông môn đặt ở Tứ Nguyên Tinh, đây là tinh cầu lớn, nhưng dùng để làm tông môn thánh địa thì nội tình không đủ lăng hàn cũng không thèm để ý hắn có thể từ từ cải tạo tinh cầu khi hắn thành thánh hắn mạnh cỡ nào cho nên đây không phải một vấn đề tông chủ là lăng hàn mặt khác cửu sơn thánh nhân là thái thượng trưởng lão hầu ca tiểu thanh long đại hắc cầu là khách khanh trưởng lão thậm chí hắn còn mời đám người đinh thụ tới làm khách khanh trưởng lão hiện tại đám người đinh thụ cùng tỉnh hạo nhiên trả lời cũng biểu thị ra đồng ý những người khác tạm thời không có tin tức chuyện này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng gì tới lăng hàn hắn đã phát thiệp mời đến các thế lực lớn mời bọn họ xem lễ người đến như mây lang hàn đã dùng chiến tích nghịch thiên đã chứng minh sự cường đại của hắn có thể nói dù hắn cuối cùng không cách nào thành đế hắn cũng là thánh nhân mạnh nhất cường giả như vậy thậm chí có thể là đại đế tương lai nếu mời vì cái gì không tới chứ ngày khai tông định vào 3 năm sau cho khách tới xem lễ thời gian đi đường một phương diện khác nếu khai tông lập phái không có đệ tử sao được điểm ấy càng không cần lo lắng có biển chữ vàng là Lăng Hàn, còn sợ không nhận được đệ tử ưu tú hay sao? Đương nhiên, chiêu thu đệ tử không có thời hạn, việc này đang tiến hành, trước ngày khai tông sẽ hình thành quy mô tương đối. Như Lăng Hy, Phù Thiên Hành, tất cả đều gia nhập Cửu Dương Thánh Địa, trở thành một tên đệ tử, về sau bọn họ có thể thoát ly, nhưng bây giờ phải góp mặt cho đủ số. Lăng Hàn làm tông chủ trên danh nghĩa, hắn một lòng tu luyện, hắn cần gì quan tâm việc vặt vãnh này. Cho nên cửu sơn thánh nhân làm thái thượng trưởng lão liền bận rộn. Có điều đấy, lão gia tử đột phá thánh nhân đã hao hết tiềm lực, trừ phi đạt được cơ duyên to lớn, bằng không hắn cũng không khả năng tăng lên nhị tinh, cho nên hắn còn nhiều thọ nguyên như thế dùng làm gì. Lăng Hàn lại đi tiền tuyến, tàn sát âm hồn gia tăng tu vi. Thế nhưng mà, hắn hiện tại quá mạnh, cho dù là giết âm hồn tôn giả cũng chỉ nhận ban thưởng rất ít, trợ giúp hắn gia tăng tu vi quá ít mà âm thánh và thánh nhân mới có bao nhiêu, dù âm thánh nhiều hơn một chút nhưng cũng có hạn. Mấu chốt là, Lăng Hàn giết thánh thì lại không có chỗ tốt, bằng không hắn đã đi dạo âm hà, huyết hải, nói không chừng sẽ có thu hoạch to lớn. Lăng Hàn rất buồn bực, hắn làm sao gia tăng tu vi bây giờ. Bây giờ vương giả trẻ tuổi đều đã sắp bước vào cấp độ thánh nhân, mặc dù chiến lực của hắn không thua nhưng Trung Quy vẫn kém một cảnh giới. Thành đế, đương nhiên cũng xem cảnh giới, hắn kém quá nhiều nên không được. Trường năm 1049, đi tới biên giới vũ trụ. Ở lăng hàn phiền não như thế nào tăng lên tu vi thời điểm, hầu ca đã tới. Lão tôn muốn đi biên giới vũ trụ, tìm kiếm tung tích tiên tổ. Hầu ca nói như vậy, đây là hầu ca sớm quyết định xong, chỉ cần thành thánh, hắn sẽ đi biên giới vũ trụ tìm kiếm tung tích của đấu chiến thánh hoàng. Sống hay chết cũng phải có kết quả. Lăng hàn nói, đợi nghi thức thánh địa trùng kiến xong, ta đi chung với ngươi. Hắn đang lo vấn đề tu vi tăng lên, nhưng nếu như đi biên giới vũ trụ, hắn sẽ có thu hoạch khác. Phải biết, chỗ đó vô cùng có khả năng ẩn chứa bí mật vĩnh sinh, nơi đó có thể thai ngén rất nhiều tiên khí. Hầu ca nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tốt, đối với chuyện này, Lăng Hàn đã mong chờ, nhưng tu vi trước đó quá yếu, hắn có khả năng dùng cả đời cũng chưa chắc tới đó được, hiện tại hắn nắm giữ chiến lược thánh cấp, hắn có thể thử một lần. Thế là, hai huynh đệ bọn họ bắt đầu tu luyện, yên tĩnh chờ đợi. Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu biết rõ nên la hét muốn đi, nhưng mà, Lăng Hàn lại cho bọn họ một điều kiện, không thành thánh, không cho phép đi. Phải biết, chỗ đó đại đế cũng xem đây là hiểm địa, đám người đấu chiến thánh hoàng đi tới đó nhưng có ai quay về hay không? Nếu như không phải chết già ở chỗ nào, vậy thì khẳng định đã bị nhốt tại đó. Đại đế cũng bị nhốt, chỗ đó có bao nhiêu khủng bố. Cho nên, tôn giả đi làm gì, thậm chí, thánh nhân cũng hoàn toàn không an toàn nhưng nguy hiểm cũng không cản nổi hai người to gan lớn mật như Lăng Hàn cùng Hầu Ca. Lúc này, ba năm qua đi, cửu dương thánh địa mở lại, chính là ngày hôm nay. Khách quý đã chạy tới đây vào một tháng trước, nhất là đông lâm đế tộc, cho đủ xem mặt mũi của con rể tiện nghi, do lưu ly thánh nhân tự mình mang theo tộc nhân tới chúc mừng, thậm chí còn cho vài tiểu bối bái nhập cửu dương thánh địa. Đến ngày nay, có nhiều thế lực khác cũng đến, thế lực thánh cấp, tôn giả nhiều vô số, thậm chí còn có mấy đế tộc đã phái sứ giả tới đưa lên hậu lễ mặc dù bọn họ không xuất động thánh nhân dẫn đội nhưng tặng lễ vật vô cùng quý giá việc này cũng cho lăng hàn mặt mũi những đế tộc này không kết thù kết oán với lăng hàn còn tử vi đế tộc kim đỉnh đế tộc bạch vũ đế tộc bích lạc đế tộc thì không phái người tới đế tử của bọn họ đều bị lăng hàn làm thịt đây là đại thù làm sao có thể quên được cho nên những đế tộc này chỉ có một ý niệm trong đầu hoặc là xử lý lăng hàn hoặc là gia tăng bồi dưỡng đế tử tiến bộ, từ đó tranh thủ cơ hội thành đế. Một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế, cho nên, mặc người yêu nghiệt cỡ nào, người chậm chân hơn người khác thì cũng hết cách. Đây là một hồi thịnh yến, thông qua tinh võng trực tiếp, chẳng những làm cho cửu dương thánh địa khôi phục uy thế, thậm chí còn gia tăng thanh danh lớn hơn trước rất nhiều. Bọn họ có bao nhiêu thánh nhân, ba người, hơn nữa, lăng hàn cùng hầu ca tiềm lực quá lớn, bọn họ nhanh chóng đạt tới chiến lược thánh nhân tam tinh hoặc ngũ tinh, cho nên có càng nhiều đệ tử gia nhập cửu dương thánh địa. Cửu sơn thánh nhân rất thoải mái, hiện tại hắn chỉ chờ đợi lăng hàn thành đế, khi đó cửu dương thánh địa sẽ đạt tới địa vị vô thượng trước nay chưa từng có. Mười ngày sau, thịnh yến kết thúc, rất nhiều thế lực đã rời đi. Lưu ly thánh nhân cố ý lưu lại, tìm lăng hàn thương lượng một việc. Người khi nào cưới mộng hàm, hắn trực tiếp hỏi, việc này sao, lăng hàn nghĩ nghĩ, đợi ngày ta thành đế, không được công chúa chỉ ra chúng ta làm sao có thể không minh bạch theo sát người lâu như thế. Lưu Ly Thánh Nhân lập tức lắc đầu, hai người cãi cọ một hồi, cuối cùng quyết định, quyết định hôn sự vào lúc Lăng Hàn thành thánh. Lăng Hàn chẳng những muốn cưới chỉ mộng hàm, còn có tống lam. Nữ tử này luôn trung tình với hắn, huống hồ hắn cũng đã làm ra chuyện cướp dâu, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Bằng không thì tất cả mọi người biết rõ nàng là người bị Lăng Hàn cướp cô dâu, còn có người dám cưới tống lam sao. Lăng Hàn cũng không có vội vã xuất phát, chuyên này đi biên giới vũ trụ là một chuyện vô cùng nguy hiểm, cũng có thể cực kỳ hao tổn thời gian, hắn nhất định phải an bài thỏa đáng mới được. Hắn không ngừng đi lại trong tông môn, chỉ điểm các đệ tử tu hành. Trên thực tế, phần lớn đệ tử đều lớn tuổi hơn hắn, nhưng tu hành không phân tuổi tác, người đi trước là thầy. Lăng Hàn lại tế luyện hỗn độn cực lôi tháp lần nữa, dung nhập quy tắc thất tinh, giúp nó tấn thăng pháp khí thất giai. Đáng tiếc, hỗn độn cực lôi tháp quá mạnh, hắn không thể phát huy tất cả uy lực của nó cho nên trước mắt hỗn độn cực lôi tháp mạnh nhất cũng chỉ là pháp khí thất giai lăng hàn không đặt việc này trong lòng thực lực bản thân mới là căn bản lần này đi biên giới vũ trụ hắn sẽ mang theo hỗn độn cực lôi tháp không phải bởi vì uy lực của pháp khí mà là mẫu kim kiên cố dùng nó thành tấm thuẫn thánh nhân công kích cũng không phá được sau khi an bài xong lăng hàn cùng hầu ca quyết định xuất phát nguyên nhân tiểu thanh long cùng đại hắc cầu chưa đột phá cho nên, lần này bọn họ không thể đi theo. Đây không phải việc đùa, hai người sẽ mở không gian đi về hướng biên giới vũ trụ. Vũ trụ lớn bao nhiêu, chuyện này không có ai biết, nhưng mà, theo tư liệu hiện hữu, hai tinh thể xa nhất, thánh nhân muốn đi từ nơi này sang nơi khác cũng chỉ mất 6 ngày. Nghe thì rất gần, nhưng từ tinh thể cuối cùng đi tới biên giới vũ trụ, khoảng cách này xa tới mức thánh nhân cũng đi thể tới gần. Có thể nói, tinh thể chỉ chiếm cứ một phần vạn không gian của vũ trụ, thậm chí càng nhỏ hơn Muốn đi biên giới vũ trụ, việc này cần quyết tâm và dũng khí quá lớn. Lăng Hàn cùng Hầu Ca tiến vào hư không, phát động Phượng Dực Thiên Tường, hối hả tiến lên. Lăng Hàn truyền tống tới tinh thể cuối cùng, hắn lưu lại một cái truyền tống trận, truyền tống trận này vô cùng tiêu hao tài nguyên, chỉ có thể sử dụng truyền tống một lần, dùng xong sẽ phế bỏ. Nhưng tác dụng của nó rất mạnh, cho dù ở cách bao xa cũng có thể quay về. Lăng Hàn không biết chuyến đi này cần bao nhiêu thời gian, bọn họ sẽ dùng sinh mệnh còn lại để đi đường. Cho nên, dùng 10 năm mà tính, 10 năm còn chưa đi tới biên giới vũ trụ, như vậy hắn cùng Hầu Ca sẽ dùng truyền tống trận trở về. Thời gian như bay, mỗi một ngày Lăng Hàn cùng Hầu Ca đi thật nhanh, một năm, hai năm, ba năm, vũ trụ xa xôi vô hạn, mỗi lần bọn họ phá vỡ hư không bước ra đều là thế giới tối tăm. Không có tinh thể, không có ánh sáng, cái gì cũng không tồn tại. Nếu ở nơi này quá lâu, người nào cũng nổi điên. 5 năm, 8 năm, 10 năm, cuối cùng, 10 năm đã đến, nhưng lăng hàn cùng hầu ca vẫn chưa tới biên giới vũ trụ bọn họ lại đi thêm hiên năm nhưng lại không nhìn thấy biên giới ở đâu bất đắc dĩ hai người chỉ có thể dùng truyền tống trận trở lại có lẽ thăm dò biên giới vũ trụ là đặc quyền của đại đế cho dù là thánh nhân thì như thế nào căn bản không có tư cách này chương năm nghìn thánh nhân ám sát trở lại tứ nguyên tinh lăng hàn tiếp tục sống như bình thường chỉ điểm một chút đệ tử trong tông tu hành hoặc đi tìm kiếm tiên khí cao dai hắn hiện tại quá cần tiên khí, chỉ tăng lên tôn giả cửu dai đã cần lượng lớn tiên khí, nếu hắn muốn đột phá còn cần nhiều hơn. Cho nên, khi có âm hồn xâm lấn diện tích lớn, hắn khẳng định sẽ đi nghinh kích, kiếm chút thiên địa ban thưởng. Làm sinh ý tiên khí vẫn có thể kiếm ổn định, hắn lại không có nhiều tiên dược để đổi. Cửu dương thánh địa trước mắt không có nội tình gì, cũng không có dược tinh. Thế lực vũ trụ đã phân chia xong, muốn thu hoạch được lãnh thổ mới chỉ có một biện pháp. Chiến tranh lăng hàn thờ phụng chân lý ngươi không chọc ta ta cũng không chọc ngươi bởi vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động xâm phạm tinh thể khác việc này cũng lúng túng hắn chỉ có thể trồng trên tứ nguyên tinh còn tốt chính là hắn đạt được rất nhiều đại dược thất tinh trong tay tử vi đế tộc sau đó hắn cấy ghép còn cần một ít thời gian mới có thể thu hoạch hơn nữa nếu là đại dược khẳng định cần chu kỳ thu hoạch thật dài đây chính là nội tình dựa vào chúng kiếm tranh lệch tiên khí tranh lệch tu vi của lăng hàn sẽ tăng lên dần dần hắn cũng không có dám cho người khác biết người là ăn là hắn nếu không tử vi đế tộc sẽ nhảy ra làm khó dễ lang hàn nỗ lực giải quyết vấn đề tiên khí đế tộc có thể thông qua đế binh rút tiên khí trong hư không tùy tiện thu hoạch được tiên khí nhưng tiên khí cao dai chỉ là số ít cho nên cho dù là đế tộc cũng ít có tiên khí bát tinh càng không cần nói tiên khí cửu tinh lang hàn nghĩ thử một lần nhưng hắn nếm thử thế nào cũng không thể dùng hỗn độn cực lôi tháp hấp dẫn tiên khí tới hắn hiểu ra mấu chốt hấp dẫn tiên khí cũng không phải là mấu kim, mà là quy tắc đế cấp. Hắn chỉ có thể từ bỏ, đàng hoàng làm sinh ý kiếm giá tranh lệch. Trong 12 năm qua, toàn bộ vũ trụ Thái Bình cũng không có phát sinh đại sự gì, hơn nữa âm hồn liên tục xâm lấn, có khô lâu thánh binh mở đường, âm phủ xâm lấn thế không thể đỡ. Trừ phi chuẩn đế xuất thủ, nếu không, thánh cấp không thể ngăn cản khô lâu thánh binh. Đám thế hệ hoàng kim như Bách Lý Thiên, Yến Đông Minh không có chân chính bước vào thánh cấp. Hiện tại, đế tộc cực kỳ khiêm tốn, rất ít nói tin tức thế hệ hoàng kim, thậm chí đế tử của thế hệ Bạch Ngân cũng ít suốt đầu lộ diện. Lăng Hàn cũng không thèm để ý, cho dù Bách Lý Thiên Trân chính thành thánh thì như thế nào, chẳng lẽ hắn còn e ngại. Mặc dù hắn vung tay không quản, nhưng thân là tông chủ, hắn không có chuyện cần làm hay sao. Một ngày này, Lăng Hàn đi ra, hắn đi dạo trong tông môn, nhìn thấy có đệ tử tu luyện, hắn sẽ đi xem, nếu như đối phương tu luyện xảy ra vấn đề, hắn sẽ chỉ điểm một chút trong bất chi bất giác hắn đi tới trước quảng trường nơi này có mười mấy tên đệ tử đang luận bàn luyện kiếm tông chủ tông chủ đại nhân thấy lăng hàn đi tới những đệ tử này đều cung kính hành lễ có ít người lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt đây chính là lăng hàn giáo chủ mạnh nhất lịch sử cũng là tôn giả mạnh nhất lịch sử có bao nhiêu người mộ danh lăng hàn mà đến lăng hàn rất ít lộ diện hiện tại có thể gặp khoảng cách gần như thế bọn họ cực kỳ hưng phấn lăng hàn gật gật đầu Gia hiệu mọi người không cần giữ lễ nghi phiền phức. Tông chủ đại nhân, người đến chỉ điểm chúng ta luyện kiếm. Có đệ tử nói, ánh mắt nhìn về phía lăng hàn đầy khẩn thiết và sùng bái. Đây là một tên nữ đệ tử, nhìn kỹ, nàng thật dễ nhìn, dáng người lùi lõm mê người, từ đó mấy nam đệ tử chung quanh càng dõi mắt nhìn nàng. Lăng hàn cười một tiếng, hắn không đặt trong lòng. Tốt, các đệ tử tiến lên diễn luyện, có đúng quy đúng củ, có sinh ra sai lầm, cần lăng hàn đi uốn nắn chỉ điểm sau khi chỉ điểm vài người, những người còn lại đều có thu hoạch. Đến phiên một tên nam đệ tử, đó là nam tử trung niên, bình thường tuổi tác như vậy không thể thu vào trong tông, nhưng cửu dương thánh địa mới mở ra, bọn họ cần tu vi để trèo trống. Nam tử này ngay từ đầu còn rất phụng về, nhưng dưới sự chỉ điểm của Lăng Hàn, tiến bộ như bay, mỗi lần thi triển kiếm thuật đều làm người khác kinh hô. Hả, có sát khí, Lăng Hàn hơi rung động, bỗng nhiên tên nam tử kia bộc phát, oanh, khí tức chấn động đáng sợ bộc phát, là thánh cấp. Khốn kiếp, một tên thánh nhân lại giả mạo đệ tử cửu dương thánh địa. Không, người ta căn bản chính chỉ áp chế tu vi trà trộn vào đây. Quét, một kiếm đánh tới, thánh uy chấn động, lăng hàn hừ một tiếng, hắn vung quyền ngăn cản, dựa vào áp chế tu vi chạy đến cửu dương thánh địa quấy rối. Bành, một kích qua đi, thế công của tên thánh nhân bị ngăn cản, nhưng lăng hàn ăn thiệt thòi về mặt sức mạnh, hắn bị đánh bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo khí thế đáng sợ bộc phát giống như đế binh thức tỉnh phong mang tất lộ còn có một tên thánh nhân đó là nữ tử mà lăng hàn chỉ điểm lúc ban đầu hiện tại nàng đã bộc phát huy áp thánh nhân trong tay cầm kiếm là thánh khí nó đã thức tỉnh uy thế của nó có thể tùy tiện đánh nổ tứ nguyên tinh lăng hàn trước tiên lấy ra hỗn độn cực lôi tháp ông một kiếm kia chém vào thân tháp dù là thánh khí thì như thế nào căn bản không làm gì được mẫu kim nhưng hai kích qua đi dư ba chấn động lại tạo thành đả kích cực lớn với cửu dương thánh địa các đệ tử ở gần bị uy áp đánh thành cho bụi xeo xeo hầu ca cùng cửu dương thánh nhân đều chạy tới khách 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 không hổ là lăng hàn đúng là khó giết nữ thánh nhân cười nói nàng cười như trăm hoa đua nở mà tên nam thánh nhân mặt không có thần thái gì giống như hắn không có tình cảm sắc mặt lăng hàn tái xanh sau khi giao thủ rất nhiều đệ tử cửu dương thánh địa đã chết phải biết dù đế tộc cũng không dám chạy tới cửu dương thánh địa đại khai sát giới nguyên nhân trừ phi có thể bảo đảm giết chết lăng hàn bằng không thì lăng hàn trả thù sẽ làm bọn họ đau đầu thậm chí bọn họ còn nghĩ một việc vạn nhất lăng hàn thành đế thì sao đại đế bắt đầu thanh toán thế lực nào trốn được cho nên dù là mấy người tử vi đế tộc kết đại thù với lăng hàn nhưng lăng hàn thực thành đại đế tiến hành thanh toán cũng không tới mức giết sạch bọn họ luôn có thể lưu lại hương hỏa ngày khác lại quật khởi nhưng chạy đến cử Dương Thánh địa giết loạn một mạch, tất nhiên sẽ đẩy Lăng Hàn đứng ở mặt đối lập hoàn toàn. Các ngươi là Chiến Thần cung." Lăng Hàn nói, đường đường thánh nhân lại còn cố ý ngụy trang, có thể làm được loại chuyện này, 89 phần 10 là những tai họa Chiến Thần cung. Chương 5051, hư không đế tộc. Nữ thánh nhân cao ngạo nói, "Ngươi đoán đúng một bộ phận, chúng ta có sâu xa với Chiến Thần cung nhưng không phải người Chiến Thần cung. Vậy các ngươi là ai?" Sát khí của Lăng Hàn bộc phát, mà cửu sơn thánh nhân cùng hầu ca cũng nhìn chằm chằm hai người bọn họ đã chạy đến nơi đây giết người đây là khiêu khích cỡ nào tự nhiên là tử thù a à, chiến thần cung chỉ là một thế lực mà tộc ta thống trị nữ thánh nhân từ tốn nói đây là tin tức kinh người cỡ nào từ xưa đến nay chiến thần cung luôn là cái gai trong thịt của các thế lực khác ai cũng muốn diệt trừ lại khổ nổ không biết hang ổ chiến thần cung ở đâu nhưng bây giờ lại biết được chiến thần cung chỉ là thế lực phụ thuộc của đại thế lực T, thật hay giả, lang Hàn lại tin tưởng, nguyên nhân sau việc ngũ nguyệt, hắn liền cảm thấy nội tình của chiến thần cung không đủ để chống đỡ bọn họ bồi dưỡng ra thiên tài như thế, cho nên, phía sau chiến thần cung còn có thế lực lớn hơn, như vậy mới giải thích rõ ràng. Nhưng mà, chiến thần cung cũng đã là thế lực thánh cấp, hơn nữa còn có sát thánh tỏa chấn, chưa từng xuất hiện vấn đề đứt gãy, tổ chức như vậy cũng là số một số hai trong thế lực thánh cấp. Có thế lực mạnh hơn thống trị chiến thần cung, đáp án chỉ có một cái. Đế tộc, ngươi là thánh nhân Đế tộc nào? Lăng Hàn hỏi. Hắn nhìn chằm chằm nữ thánh nhân, không phải bởi vì đối phương xinh đẹp, mà là vì nàng quá trẻ tuổi. Sinh mệnh chi hỏa chỉ khoảng vạn năm, đối với thánh nhân tuổi thọ dài đến trăm vạn năm thọ nguyên mà nói, thật sự là trẻ tuổi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thành thánh trong vạn năm, tiến cảnh như vậy cũng quá dọa người. Huống chi đối phương cũng không phải vừa mới bước vào thánh cảnh, mà là thánh nhân Tm Mơ Tinh. Trẻ tuổi như vậy đã đạt tới thánh nhân Tam Tinh việc này cần có rất nhiều tài nguyên cung cấp càng quan trọng hơn là thiên phú bản thân nàng cũng phải kinh người nếu không chỉ dựa vào tài nguyên nền cũng có thể thành thánh sao nữ thánh nhân do dự một chút nói ta chính là hậu duệ của hư không đại đế ngũ tinh đồng hư không đại đế a à, trong vũ trụ có hư không đế tộc sao Lăng hàn nhìn về phía hầu ca lại liếc mắt nhìn cửu sơn thánh nhân hai người này đều lắc đầu biểu thị chưa nghe nói qua cổ quái tại sao lại xuất hiện đế tộc mà chưa từng có ai nghe nói qua thật sự có một đại đế như vậy hay sao? nếu quả thật có đế tộc như thế, cần gì phải tạo ra tổ chức sát thủ, còn sống ẩn nấp như thế? ngũ nguyệt bị ngươi giết là đệ đệ của ta. ngũ tinh đồng từ tốn nói, mặc dù cảnh giới của hắn cao còn bị ngươi giết, hoàn toàn là bởi vì hắn quá không tranh khí, nhưng dù nói thế nào thì hắn cũng là đệ đệ của ta. Lăng hàn nắm chặt nắm đấm, nói, muốn tìm ta báo thù, có thể, nhưng vì sao lại nhắm vào người vô tội? a, à, ngươi nói là những sâu kiến kia sao? ngũ tinh đồng lắc đầu nói ta không quan tâm người như ngươi trong mắt nên chỉ có võ đạo đỉnh phong không nên quan tâm sinh tử của người bình thường ngươi sai rồi lang hàn trầm giọng nói cho nên ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu a à, ngươi cho rằng giết được ta sao ngũ tinh đồng bật cười nói ta chính là thánh nhân người chống đỡ cũng liền có thể so sánh thánh nhân nhất tinh ở trước mặt ta ngươi chỉ có chạy chối chết phần đây quả thật là không có nói sai thánh nhân tam tinh đối phó thánh nhân nhất tinh, đó là nghiền ép tuyệt đối. Cho dù cửu sơn thánh cùng hầu ca cùng tiến lên cũng bị áp chế. Đương nhiên, cửu sơn thánh nhân còn có thể thức tỉnh thánh khí, đây chính là binh khí do cửu dương thánh nhân tự tay luyện chế, uy lực kinh người. Lam Hàn chỉ nhìn chằm chằm ngũ tinh đồng, hiện tại giết không được không có quan hệ, nhưng ta thề, người nhất định sẽ chết trong tay ta. Câu nói này, hắn nói đến rất thản nhiên, nhưng lại mang theo một loại tự tin mạnh mẽ dường như chỉ cần hắn nói được thì làm được. Trái tim ngũ tinh đồng siết chặt, giống như bị người ta bóp mạnh. Nàng hơi biến sắc, không có khả năng, không có khả năng, đây là ngôn xuất pháp tùy sao. Mặc dù uy lực cực yếu, chỉ có thể tạo thành một ít ảnh hưởng lên ta, căn bản không gây thương tổn tới ta. Nhưng hắn chỉ nói một câu đã làm ta lo lắng thống khổ, đây tuyệt đối là ngôn xuất pháp tùy. Trời ơi, nhân quả quy tắc chính là vô thượng đạo tác chỉ có đại đế mới có thể vận dụng. Lúc này, tâm thần của nàng căng thẳng, nhưng trên mặt đã sớm khôi phục như thường. Đã như vậy, ta hiện tại sẽ giết ngươi, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Ngũ tinh đồng nói, lần này, nàng đã động sát cơ chân chính. Nguyên nhân, lần này nàng đã cảm nhận được uy hiếp thật sự. Không có khả năng, cửu sơn thánh nhân lạnh lùng nói, hắn đã là thức tỉnh thánh khí. Ngũ tinh đồng cùng tên nam thánh nhân đều biến sắc, cửu dương thánh nhân có danh xưng thiên hạ đệ nhất thánh nhân, thậm chí có thể đánh thắng lăng thiên tổ vương trước khi thành đạo, hắn cường đại cỡ nào. Bởi vậy, hắn lưu lại thánh khí đương nhiên rất mạnh. Lăng Hàn, người cố gắng thì thế nào, thời đại này, hắc hắc, đã sớm được quyết định vận mệnh rồi, người chỉ có thể làm một quân cờ đáng thương mà thôi. Ngũ tinh đồng không có mở ra chiến sự, mà là đưa tay xé mở hư không. Ta đã giết người lại đường hoàng rời đi, người chỉ có thể ngồi nhìn, ha ha, cái gì vương giả mạnh nhất, chó má. suốt lời, nàng bước vào hư không, ha ha, tên nam thánh nhân cũng cười lạnh một tiếng, hắn cũng xé mở không gian rời đi lang hàn không có động thủ hắn chỉ đứng tại chỗ thực lực hắn không đủ thực lực bằng không hắn có thể ngồi nhìn có thực lực hắn dùng một bàn tay cũng có thể chụp chết đối phương hiện tại thế nào chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ rời đi vốn cho rằng hắn nắm giữ chiến lực thánh cấp thì có thể làm các đế tộc sợ hắn cá chết lưới rách cho nên yên tâm lớn mật trùng kiến cửu dương thánh địa nhưng mà sự thật đã tắt hắn một cái chiến thần cung không e ngại dạng uy hiếp này nguyên nhân không ai biết hang ổ của chiến thần cung ở đâu. Lang Hàn muốn trả thù cũng không tìm thấy hang ổ của người ta. Mà hư không đế tộc càng thêm thần bí, bao nhiêu năm qua vẫn ẩn giấu sau lưng chiến thần cung. Lăng Hàn càng cấp thiết gia tăng tu vi, hắn đã bị đả kích nhưng việc này không thể đánh bại hắn, chỉ càng làm hắn cố gắng hơn mà thôi. Lang Hàn đi an ủi các đệ tử, về phần xử lý những xử lý hậu sự cho những đệ tử đã chết không cần hắn quan tâm. Hắn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Phòng ngựa của tứ nguyên tinh quá yếu, không được, lang hàn xuất động, hắn lưu lạc thiên nhai, xâm nhập các đại thánh địa và tính toán trận pháp của bọn họ. Đạt tới độ cao này, cho dù có trận sư thánh cấp đồng ý truyền thụ trận pháp thánh cấp cho hắn cũng là chuyện nhiều năm sau. Cho nên, cầu người không bằng cầu mình, lang hàn tính toán trận pháp của các thánh địa, hắn hóa thành lý giải của mình và gia tăng thực lực trận đạo. Hắn hiện tại có tư cách nghiên tu trận pháp thánh cấp. chương năm hai 7 trận, không có người dạy tất cả đều dựa vào mình lĩnh ngộ. Vào lúc này, Lăng Hàn đang học trộm kinh nghiệm của tiền nhân. Bố trí trận pháp là lão sư tốt nhất, nhưng mà, muốn thăm dò rõ ràng lại đặc biệt khó khăn. Có đôi khi, Lăng Hàn còn muốn cố ý dẫn động trận pháp, tự mình trải nghiệm ảo diệu trong đó. May mắn hắn có hỗn độn cực lôi tháp, bằng không hắn sẽ bị trận pháp thánh cấp đạt tới uy năng thánh nhân cửu tinh chém giết. Cứ như vậy, Lăng Hàn chạy khắp phố trụ, hắn đang nghiên cứu trận pháp, đồng thời hắn cũng không có buông tu luyện, hắn tùy thời bắt giữ tiên khí. Thời gian trăm năm trôi qua, đặt trong vũ trụ, trăm năm không tính là gì, mà đối với cường giả mà nói, chút thời gian này chẳng bằng một giấc ngủ. Đến cấp bậc tôn giả, thánh nhân, nếu không có tài nguyên tu luyện kinh người đập xuống, muốn tiến bộ cũng rất chậm. Cho nên muốn tăng tiểu cảnh giới, động một chút cần thời gian ngàn năm, vạn năm mà tính. Lang Hàn có vận khí phi thường tốt, hắn thỉnh thoảng thu hoạch một đạo tiên khí, bởi vậy, trăm năm qua đi, hắn đã đạt tới tôn giả nhất tinh hậu kỳ hơn nữa hắn cũng tổng kết ra một quy luật thời điểm hắn dẫn động đại lượng quy tắc tỷ lệ hấp dẫn tiên khí tăng lên rất nhiều nhưng làm hắn vui vẻ chính là hắn đã đi ra con đường trận đạo của mình dung nạp bách xuyên tự thành một đạo hắn trở về cửu dương thánh địa bắt đầu bố trí hộ sơn đại trận trong trăm năm qua cửu dương thánh địa cũng đã chuẩn bị rất nhiều tài nguyên bài trận bởi vậy lăng hàn vừa về thì có thể bắt đầu đây là một trận pháp hoàn toàn mới hoàn toàn dựa theo lý giải của lăng hàn mà bố trí bởi vậy sau khi bố trí xong hầu ca đi thử suýt chút nữa bị oanh sát thành cạn bã còn tốt lăng hàn giao hỗn độn cực lôi tháp cho hắn ách sai lầm sai lầm ta biết vấn đề ở đâu ta lập tức sửa đổi ha 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 lại đến lại đến ta bảo đảm không có lần sau ách lần này không tính không ngừng điều chỉnh hộ sơn đại trận cũng thành hình và điều chỉnh xong có thể ngăn cản thánh nhân cử tinh công kích có thể diệt thánh nhân thất tinh Đúng là quá châu bò, trận pháp này mặc dù là dùng để bảo vệ tứ nguyên tinh, nhưng có thật nhiều trận cơ nằm trên các tinh cầu khác, nguyên nhân là phải dùng để vận chuyển năng lượng ngăn cản công kích của thánh nhân, huống chi là giết chết thánh nhân. Cho nên, trận pháp này cũng có sơ hở chí mạng, chỉ cần người khác đi trước phạm vi trận pháp bao phủ tinh cầu để công kích, trận này sẽ mất đi uy lực. Cho nên, lăng hàn cần điều chỉnh, thứ này phải ảnh hưởng tới tinh cầu, như vậy mới có tác dụng ngăn cản. Cái gọi là rút dây động rừng, chính là đạo lý này. Tinh cầu của ta không thể ngăn cản uy áp của thánh nhân, 100 tinh cầu thì sao? Cho nên, chỉ cần không phải nhiều viên tinh cầu đồng thời bị oanh kích, trận pháp này sẽ tiếp tục vận chuyển. Lăng Hàn hết sức hài lòng, sau khi điều chỉnh vài lần sau cùng, hắn bắt đầu bế quan, xung kích Tôn giả Nhị Tinh. Chuyện này đương nhiên không thể làm khó hắn, có cần 9 ngày mà thôi, hắn đã xuất quan. Cuối cùng cũng trở thành Tôn giả Nhị Tinh, Lăng Hàn thử chiến lực của mình một chút, không nghĩ tăng lên lại lớn như vậy. Hắn suốt một kích đánh ra năm đạo quy tắc thất tinh. Nếu như cứ tăng biên độ lớn như thế, như vậy, hắn chỉ cần tăng lên thêm hai tiểu cảnh giới là có thể sánh ngang thánh nhân nhị tinh. Đủ châu bò, nguyên nhân thánh nhân tăng lên một bước thật quá khó khăn, nhìn Hầu Ca xem, hắn chỉ là thánh nhân nhất tinh, hiện tại chỉ là nhất tinh trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ rất xa xôi, càng không cần nói thánh nhân nhị tinh. Nhưng Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu cũng đã thành thánh, Chỉ Mộng Hàm cũng tu đến tôn giả cửu tinh, khoảng cách thánh vị chỉ kém một bước nhìn khắp vũ trụ nói chung thế hệ hoàng kim đều thành thánh nhưng lăng hàn quá yêu nghiệt hiện tại có đế tử thành thánh cũng không tiện lấy ra tuyên truyền ngươi nhìn bách lý thiên đi còn không phải bị lăng hàn đánh nổ mặc dù bách lý thiên lúc ấy chỉ là bán thánh nhưng hiện tại có lời đồn lăng hàn cũng có thể đánh bại bách lý thiên lên cấp thánh nhân cho nên không tu đến thánh nhân tam tinh tứ tinh ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang hay sao hiện tại vũ trụ rất hòa bình nếu như có thể trừ bỏ âm hồn xâm lấn thì tốt Nói đến âm hồn xâm lấn, chuyện này tình thế vô cùng nghiêm trọng, nguyên nhân âm phủ lại xuất hiện thêm 12 khô lâu thánh binh, từ đó bước chân xâm lấn của bọn họ đã ra tốc. Lăng Hàn biết rõ, đế tộc im lặng như thế là vì chờ đợi bộc phát. Một khi bọn họ hoàn toàn chắc chắn có thể xử lý chính mình, như vậy tin tưởng đế tộc sẽ lộ ra răng nanh mà tấn công hắn. Bởi vậy, Lăng Hàn mười phần cẩn thận, hắn rất ít khi ở trên tứ nguyên tinh, đó là vì muốn đế tộc có cố kỵ. Nguyên nhân diệt cửu dương thánh địa không có chút ý nghĩa nào, lăng hàn mới là mấu chốt nhận được trận pháp dẫn dắt lăng hàn ý tưởng đột phát hắn có thể dùng trận pháp bắt giữ tiên khí hay không tiên khí truyền từ không gian tầng cao xuống không gian tầng thấp nhân nhân là vì quy tắc hấp dẫn quy tắc càng cao xác suất hấp dẫn tiên khí thành công cũng càng cao đó là nguyên nhân đế tộc có thể tùy tiện bắt giữ tiên khí bởi vì bọn họ có đế binh có trận pháp đại đế việc này dính tới quy tắc cao nhất lăng hàn không có cách gì vận dụng quy tắc cửu tinh nhưng thông qua trận pháp quy tắc bát tinh không có vấn đề. Hắn lựa chọn một phế tinh không người, nghe nói, đây là nơi có tôn giả cửu tinh xung kích thánh vị thất bại, chẳng những bản thân vẫn lạc mà còn liên lụy cả tinh cầu. Hiện tại nơi này không có ai, cũng không có một chút xíu sinh mệnh, vừa vặn có thể làm nơi cho lăng hàn sống nhờ. Hắn không ngừng nếm thử, đắp lên quy tắc bát tinh, sau đó cẩn thận quan sát có tiên khí xuất hiện hay không. Khoan hãy nói, việc này thực sự hữu hiệu, nhưng mà hiệu suất không thể so sánh với đế tộc, Tiên khí bát tinh cũng rất ít. Bất kể như thế nào, có thu hoạch chính là chuyện tốt, Lăng Hàn không kén ba lấy bốn. Tiến cảnh của hắn rất nhanh, nhưng đây đương nhiên là so với tu luyện trước kia, muốn đạt tới Tôn giả nhị tinh rỉnh phong, hắn cần thời gian 3 40 năm. Ban đầu thiên hạ không việc, Lăng Hàn cũng không thèm để ý chậm một chút, ngược lại hắn luôn có thể tu hành tới thánh cấp. Sau khi đạt tới thánh nhân, chỉ cần làm thánh hỏa lớn mạnh, cũng không liên quan tới tài nguyên khác. Mà biện pháp làm thánh hỏa lớn mạnh chính là nhờ vào tín ngưỡng và khống chế quy tắc, Lăng Hàn có nắm chắc làm được hai điểm này. Cho nên, tất cả khó khăn đều nằm tại đây, làm thế nào vượt qua tứ cực cảnh, chỉ cần bước vào thánh vị, với số lượng sinh linh gần như vô tận trong người Lăng Hàn, tín ngưỡng lực của hắn sẽ nhiều tới mức các thánh nhân khác cũng quỳ xuống tự nhận không bằng. Ách, không nghĩ xa như vậy, không bao lâu, nữ hoàng, hổ nữ, chim mộng hàm, tống lam đều tới đây, bồi tiếp sinh hoạt bình thường của Lăng Hàn. Nơi này không có người ngoài, cũng chỉ có mấy người bọn họ. Sinh hoạt vô cùng bình thường, 40 năm sau, Lăng Hàn cũng tu hành tới Nhị Tinh đỉnh phong. Trương năm 1053, thành tổ vương. Lăng Hàn dễ dàng đột phá Tam Tinh, quả nhiên, sau khi đạt tới Tôn giả Tam Tinh, hắn một kích có thể đánh ra 30 đạo quy tắc, đã tăng lên 5 đạo. Làm cho Lăng Hàn buồn bực là, dường như hắn đã bộc phát hết tiềm lực, nguyên nhân hắn có chuẩn bị và tụ lực thế nào cũng không thể tăng thêm quy tắc một kích toàn lực của hắn cũng chỉ có như vậy, mà tụ lực bộc phát cũng như thế. Ách được rồi, sau khi xuất quan, Lăng Hàn tìm hiểu rõ tình cầu chung quanh. Nguyên nhân âm hồn xâm lấn, tất cả thế lực lớn đều bỏ qua thù hận lúc trước, bắt đầu chân thành hợp tác với nhau, bọn họ liên hợp thành lập học viện, dốc hết toàn lực bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, hy vọng có thể đào tạo ra nhiều cao thủ mới. Cho nên, thỉnh thoảng có giải thi đấu luận võ, đầu tiên là bồi dưỡng huyết tinh của võ giả, tăng lên năng lực thực chiến, thứ hai cũng tăng thêm ban thưởng giúp bọn họ tiến nhanh. Chuyện này không thể cho không, có cạnh tranh mới có thể hình thành bầu không khí tu hành tốt đẹp, người tranh ta đuổi. Cửu Dương Thánh Địa cũng tham gia, tổ chức thật nhiều giải thi đấu luận võ, đương nhiên, Lăng Hàn mặc dù trẻ tuổi nhưng khẳng định không thể tham gia, khốn khiếp, người có chiến lược thánh cấp thì tham gia làm gì? Đả kích người sao? Hơn nữa, lấy cái gì ban thưởng cho hắn? Lăng Hàn không coi trọng những thứ này, hắn đặt lực chú ý lên đế tộc. Quả nhiên, đế tộc cũng không phải không có động tính. Bọn họ liên thủ thành lập thành tổ vương, làm cái gì, bọn họ mang vật cũ của đại đế năm đó đã dùng qua ra làm giải thưởng, mặc dù trôi qua thật nhiều năm, nhưng đại đế quá mạnh, khí thức để lâu không tiêu tan. Bởi vậy, những vật cũ này đặt chung một chỗ lại tạo thành đế uy cường đại. Tắm rửa khí thức của đế cấp sẽ làm người ta run rẩy sợ hãi, từ nay về sau mất đi lòng tiến thủ, nhưng có thể kiên trì nổi sẽ có tiến bộ sẽ phi thường kinh người, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu là trước kia sẽ không có việc hợp tác như vậy, nhưng âm phủ gây áp lực quá lớn, đế tộc cũng chỉ có thể quên đi tất cả. Bởi vì chuyện này, đông lâm đế tộc còn cố ý mời Lăng Hàn, bảo hắn cũng đi thành tổ vương, dù sao hắn hiện tại chỉ là tôn giả, nhưng đi cũng có chỗ tốt. Trước đó Lăng Hàn vẫn ở trên tinh cầu bỏ hoang, cho nên, hắn cũng không có thu được thông chi, cho nên khi hắn chủ động liên hệ cửu dương thánh địa mới nhận được tin tức. Vậy thì đi xem một chút, nguyên nhân nữ hoàng, hổ nữ còn không có đột phá thánh nhân, Tống Lam càng kém xa, Lăng Hàn bảo các nàng ở lại trông coi trận pháp, có tiên khí thì bắt giữ, ngược lại chỉ cần xuất động một đạo linh thân là được rồi, không cần dùng bản thể nhìn chằm chằm cả ngày. Lăng Hàn mang theo chỉ Mộng Hàm xuất phát, hiện tại trong chúng nữ, chỉ Mộng Hàm đã đột phá thánh vị, bởi vậy, lần này cũng chỉ có chỉ Mộng Hàm mới có tư cách đi thành tổ vương. Lại nói, Đông Lâm đế tộc phát ra lời mời Lăng Hàn không có quan hệ với chỉ Mộng Hàm hay sao? Đám người hầu ca có đi hay không? Lăng Hàn không bận tâm hai người xé mở không gian đi về hướng thành tổ vương đó là thiên mẫu tinh xa xôi nghe nói thiên mẫu tinh từng xuất hiện một đại đế nhưng vị đại đế này giống như sao trổi xẹt qua tinh không cũng không lưu lại hậu đại hay truyền nhân sau vài lần lịch sử đứt gãy cho nên phong hào vị đại đế này là cái gì cũng không có người biết rõ hư không đại đế cũng giống như thế lang hàn bảo đông lâm đế tộc cha tìm giúp tìm trong các tư liệu thượng cổ đã lâu xác nhận thật sự có một tổ vương như thế nhưng sau khi vị tổ vương này hóa đạo thì toàn bộ hư không đế tộc cũng biến mất không thấy. Lịch sử lại có đứt gãy, bởi vậy hư không đế tộc biến mất trong dòng sông lịch sử. Nếu không phải Đông Lâm đế tộc cố ý đi lật cổ tịch, đây vĩnh viễn là một bí ẩn. Lăng Hàn kinh ngạc, Dương Dịch Hoàn, đế vô cực đều là con ruột của đại đế, bị khi đó đại đế phong ấn bọn họ, mặc dù bọn họ cũng thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng bọn họ cũng chỉ đi đế lộ trùng tu cảnh giới. Nhưng đời này, bọn họ đều thả tu vi ra giống như tích lũy và xúc thế bộc phát việc này làm lăng hàn cảm thấy kỳ quái thời kỳ nào không được tại sao phải ở thời đại này hơn nữa hiện tại đế tộc ẩn cư vô số năm cũng đột nhiên xông ra hiển nhiên cũng muốn tham dự vào thời đại này rốt cuộc thời đại này có gì khác thường mang theo khó hiểu như vậy lăng hàn đi tới thiên mẫu tinh thành tổ vương nằm ở vùng đất cực nam của thiên mẫu tinh khoảng cách cũng không xa xôi lăng hàn cũng không vội tiến lên hắn bố trí trận pháp trước sau khi liên kết cả trăm tinh cầu chung quanh với nhau trong đó còn có bảy mặt trời từ đó bảo chứng trận pháp có uy lực cường đại và tạo thành uy hiếp với thánh nhân ngũ tinh không có cách thời gian không đủ vật liệu không đủ hơn nữa hắn cũng không có khả năng bố trí khoa trương như thế uy lực có thể đạt tới mức chu diệt thánh nhân thất tinh làm xong tất cả những việc này lăng hàn cùng chìm mộng hàm lại đi tới thành tổ vương đó là một tòa thành mời nó được xây dựng cách đây không lâu nhưng có các đại đế tộc xuất thủ xây dựng Tòa thành này được xây xong sau vài tháng. Nhìn từ xa, tòa thành lớn này tỏa ra hào quang rất chói mắt. Đế uy tràn ngập làm người ta cảm thấy ngạt thở. Đó là còn chưa đi vào thành, nếu cưỡng ép xâm nhập, chỉ cần thần thức không đủ cường đại, khẳng định sẽ bị đế uy xóa đi ý chí và biến thành cái xác không hồn. Vừa vẫn rất tốt nhiều người biết rõ tự mình không có hy vọng thành đế, nhưng lại khát vọng cường đại, bởi vậy, bọn họ cũng tới nơi này, cho dù không vào thành, chỉ đóng quân ở gần đó để chờ mong có thể đạt được cơ duyên. Bởi vậy, tòa thành nguy nga bằng bạc, bên ngoài thành lại có nhiều túp lều mọc lên, từ đó nơi này biến thành hỗn loạn không trật tự. Nơi này có đủ loại người, cảnh giới cao nhất thậm chí đạt đến tôn giả, kỳ vọng đế uy giúp bọn họ tiến thêm một bước, cũng có người vừa bước vào tiên đồ, bọn họ thuần túy là chiêm ngưỡng nơi đây. Hai vị, hai vị, Lăng Hàn cùng chỉ mộng hàm đang đánh giá chung quanh, không nghĩ tới có người lại tiến lên đón, dáng vẻ còn lấm la lấm lét. Lăng Hàn kinh ngạc, mình và Trì Mộng Hàm đã cải biến hình dáng tướng mạo, vì sao vẫn bị phát hiện? Nhưng nhìn người này rất bình thường, mới vừa bước vào sinh đan cảnh mà thôi. Hai vị, chỗ của ta có hai phiếu xem lễ, không biết các người có hứng thú hay không? Nam tử này thần thần bí bí nói, còn cố ý nhìn chung quanh, giống như muốn xác định không người nghe lén. A, à, thì ra mình không bị phát hiện, Lăng Hàn thở ra, mỗi lần hắn ngụy trang đều bại lộ thân phận thật nhanh, làm cho hắn cảm thấy rất phiền não. Phiếu xem lễ gì? Hắn hỏi, nam tử kia xác nhận chung quanh không ai nghe lén mới nhỏ giọng nói. Lăng Hàn đại nhân giảng đạo, a à, chỉ mộng hàm nhìn về phía Lăng Hàn, nàng tươi cười nhìn ngẫm Lăng Hàn giảng đạo nha. Khốn khiếp, vì sao ta không biết, Lăng Hàn lắc đầu mà cười, chương năm bốn giả danh lừa bịp. Chuyện này rất rõ ràng, có người đang mạo danh Lăng Hàn, giả danh lừa bịp. Lăng Hàn cười nói, đúng là Lăng Hàn, tốt tốt tốt, ta muốn, ta muốn, nam nhân kia lập tức lộ ra một tia đắc ý biểu lộ dường như đã sớm dự kiến lăng hàn sẽ nói vậy hắn lộ ra một tia kiêu căng mặc dù lăng hàn đại nhân giảng đạo chưa từng thu phí nhưng chính ta bỏ ra thật nhiều ngày sắp xếp nơi giảng đạo nói đi bao nhiêu tiền lăng hàn nói dáng vẻ tài đại khí thô bắt được dê béo nam tử kia nghĩ nghĩ hắn cảm thấy giá cả ban đầu quá thấp lăng hàn đại nhân cũng không phải mỗi ngày đều giảng đạo mà là lão nhân gia ông ta thương cảm chúng ta xuất sinh không có bối cảnh cho nên mới cố ý tổ chức một hồi giảng đạo. Hắn cố ý nhấn mạnh một câu, ý là, đừng nhìn ta miễn phí, nhưng cơ hội quá hiếm có, ta muốn cho ngươi, các ngươi đừng có mai một cơ hội này. Lang Hàn cười nói, tiền không thành vấn đề, như vậy tốt làm, một, một vạn đạo thạch, nam tử kia cắn cắn răng, lớn tiếng nói, nhìn vẻ mặt của hắn, dường như giá này còn thấp. Hắn lại biết rõ, ban đầu hắn chỉ tính toán bán một ngàn đạo thạch nha. Lần này tăng lên gấp 10, từ đó trái tim nhỏ của hắn đập mạnh hơn trước sắc mặt của lăng hàn âm trầm vẻ mặt hắn không vui không tốt khai giá quá cao nam tử kia cảm thấy không tốt hắn vừa định uốn nắn một chút đã thấy lăng hàn mở miệng mới một vạn đạo thạch ngươi đang xem thường lăng hàn đại nhân sao lăng hàn lớn tiếng nói vẻ mặt tức giận a à, nam tử kia nghẹn họng nhìn chân chối tại sao có thể như vậy ngươi ngốc sao vậy hai vạn hắn yếu ớt nói lăng hàn chừng mắt liếc hắn một cái hung tướng 10 phần ba ba vạn nam tử kia lấy hết dũng khí ba lăng hàn tắt hắn một cái ngươi nhiều lần ô nhục lăng hàn đại nhân nam tử kia ngạc nhiên khốn khiếp như vậy cũng bị đánh đây là lý do hắn tăng tiền thế nhưng mà hắn rõ ràng rất tức giận vì cái gì trong lòng lại sinh ra hàn ý áp chế lửa giận của hắn tại sao hắn không nổi giận được mười vạn hắn nhìn về phía lăng hàn hắn đã muốn khóc không đúng lăng hàn lại tát một cái đánh cho nam tử kia quay vòng vài lần. Lại không đúng, nam tử kia vô cùng ủy khuất, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng người cổ quái như vậy. Vậy ngài nói, bao nhiêu phù hợp? Hắn hỏi, Lăng Hàn cười ha ha, Lăng Hàn đại nhân giảng đạo, đó là vô giá. Vô giá, vậy bán thế nào? Nam tử kia im lặng, ngơ ngác nhìn Lăng Hàn. Vô giá thì người có bán bao nhiêu cũng là khinh nhờn, biết hay không? Lăng Hàn nói đầy chính nghĩa, ách nam tử kia đột nhiên đã hiểu. Qua thật lâu, hắn không phải gặp dê béo mà là gặp kẻ vắt chảy ra nước nhưng hắn bị lăng hàn tất hai cái trong lòng sinh ra hàn ý khó hiểu từ đó hắn không dám sinh lòng phản kháng ta sai rồi hai tấm vé này tặng cho các ngươi hắn đàng hoàng nói ân như vậy còn tạm được lăng hàn gật gật đầu nói tiền không là vấn đề vấn đề là không có tiền hắn nói câu này đã chọc giận đối phương gần chết nhưng hàn ý sinh ra làm cho hắn không dám xuất thủ hắn kỳ quái mình cũng là ngoan nhân tại sao huyết tinh lại biến mất trong lòng nghĩ như vậy hắn vẫn đàng hoàng lấy ra hai tấm vé vào cửa giao cho lăng hàn hắn muốn đi lại bị lăng hàn ngăn lại ngài ngài còn có cái gì phân phó hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi không biết chuyện gì xảy ra nội tâm nói cho hắn biết nhất định không thể đắc tội người trước mặt này đây là bản năng trải qua thời gian dài đã giúp hắn thoát chết nhiều lần cho nên hắn cũng cực tin tưởng bản năng này lăng hàn lắc đầu Giáng vẻ như nhìn kẻ ngốc địa điểm đồ ngốc a à, a à, nha nam tử kia liền vội vàng gật đầu hắn cũng nói địa điểm sau đó hắn mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi sau khi đi vài bước lại quay đầu sợ lăng hàn lại mở miệng gọi hắn lại hắn cũng chuẩn bị đáp lại thật tốt đợi nam tử kia rời đi chị mộng hàm lại cười nói bình thường người đều khôi hài như thế nhàn rỗi cũng nhàn rỗi nha lăng hàn cười nói chị mộng hàm chỉ cảm thấy thú vị đế tử như Bách Lý Thiên có ai không phải kiêu ngạo tới cực điểm, có thú vị như Lăng Hàn hay sao? Nếu bọn họ gặp phải việc này sẽ xuất thủ đánh chết tại chỗ. Lăng Hàn có danh tiếng sát thủ đế tử, đại ma đầu, nhưng hắn tuyệt đối không phải người tính toán chi ly. Đi thôi, ta phải đi xem vị Lăng Hàn đại nhân kia một chút. Lăng Hàn cười nói, ân, chỉ mộng hàm gật đầu. Hai người đi tới địa điểm, chỉ thấy nơi này là khu đất trống, lúc này đã bố trí cái rạp vây quanh và tạo thành đạo trường lộ thiên đây chính là nơi lăng hàn giảng đạo hay sao nơi này còn có một cái cửa ra vào có hai người đang bảo vệ lăng hàn đi qua sau đi đưa vé liền tiến vào trong sau khi đi vào phát hiện nơi này có thật nhiều người đang ngồi ánh mắt bọn họ thật cuồng nhiệt có thể tưởng tượng bởi vì người nơi này sùng bái lăng hàn mù quáng mới phạm sai lầm nhỏ nhặt như thế lăng hàn và chì mộng hàm đi tìm nơi ngồi xuống bọn họ đã cải biến hình dạng tự nhiên không cần lo lắng bị người khác nhận ra nhưng thiên tính thức trương diện mặc dù chỉ mộng hàm cải biến bộ dáng nhưng vẫn đẹp tới mức kinh người. Bởi vậy, nàng lập tức hấp dẫn thật nhiều ánh mắt. Mặc dù nàng thu liếm khí tức thánh nhân, nhưng nàng cũng là tồn tại đứng đầu võ giả, có xu thế không giận tự uy, có ai dám làm loạn chứ. Hai người yên tĩnh chờ đợi, thời gian chậm rãi qua đi, phía sau lại tới mấy người, tất cả nên đến cũng đã đến, cuối cùng, có một nam tử giống người phụ trách đi ra. Các vị, đợi lâu, hắn lớn tiếng nói, cho nên, ta không nói nhảm nhiều lời, lập tức mời lăng hàn đại nhân ra đây lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm động mỗi người đều cuồng nhiệt vỗ tay sách đúng là nhiều người sùng bái trì mộng hàm nhìn lăng hàn bên trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái đây chính là nam nhân mà nàng lựa chọn thú vị có lương tâm lại vô cùng mạnh mẽ xèo lúc này một người xuất hiện a à, lăng hàn cùng trì mộng hàm đều ngạc nhiên bởi vì người này lớn lên thật sự giống lăng hàn ân đã không thể dùng giống để hình dung mà là giống nhau như đúc Đối với võ giả mà nói, cải biến tướng mạo rất dễ dàng, cho nên ngụy trang thành hắn người tự nhiên cũng chỉ là việc rất nhỏ. Đúng là dụng tâm, Lăng Hàn lộ ra một tia sát ý, nếu như Lăng Hàn này giả danh lừa bịp quá nhiều, thậm chí dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ, như vậy hắn ngày hôm nay tuyệt đối phải khai sát giới. chương năm 1055, Lăng Hàn giả. Trên đài cao, Lăng Hàn giả bắt đầu giảng đạo, nghe hắn nói bậy một lúc, Lăng Hàn cùng chỉ mộng hàm đều ngạc nhiên, nguyên nhân người này mặc dù nói khoác rất lợi hại nhưng có nhiều chỗ giảng được rất có đạo lý có thể dẫn dắt người khác cho nên hắn mặc dù giả danh lừa bịp nhưng cũng không phải không có chút năng lực sau khi giảng nửa ngày lăng hàn giả tuyên bố lần giảng đạo này kết thúc lúc này tất cả mọi người lưu luyến không rời cực lực giữ lại bảo hắn nói thêm một hồi được rồi nếu mọi người nhiệt tình như vậy lăng hàn giả nói ta nghĩ thu hai tên đồ đệ xem trong các ngươi có người phù hợp hay không Lời này vừa nói ra, lập tức làm mọi người hưng phấn. Lăng hàn giả đi trong đám người, dường như hắn đang tìm kiếm, hắn nhìn thấy rõ lăng hàn cùng trì mộng hàm, ra hỏa này nói yêu cầu nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp. Không lâu sau đó, hắn đã thu được một nữ đệ tử. Sau đó, lăng hàn giả đi lòng vòng, xuất hiện ở trước mặt lăng hàn cùng trì mộng hàm. Thời điểm nhìn thấy trì mộng hàm, lăng hàn giả lập tức lộ ra vẻ mặt kinh diễm, qua thật lâu vẫn không thu liếm được, có chút mê đắm nói. Người tên là gì? Chỉ mộng hàm không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ta thích nhất chính là lăng hàn đại nhân xâm nhập đông lâm đế tộc cướp cô dâu. Không biết có thể nhìn thấy chỉ tiên tử hay không? Tự mình lại gọi mình là tiên tử, có chút vô sỉ a. À. Lăng hàn nói thầm trong lòng, hắn không dám nói ra khỏi miệng, bằng không thì ban đêm khẳng định sẽ ngủ riêng. Lăng hàn giả không chút hoang mang, mộng hàm có việc bận rộn, tạm thời ngươi khẳng định không gặp được. Nhưng nếu người bái ta làm sư thì có thể gặp được. Thực sao, chỉ mộng hàm cố ý lộ ra vẻ kích động. Đương nhiên là thực, lăng hàn giả động tâm, hắn đưa tay bắt lấy tay của chỉ mộng hàm. Chẳng qua khi hắn vươn tay lại nhe răng, tại sao bàn tay không bóng loáng nhẫn mịn. Lúc nhìn lại thì thấy đó là tay của lăng hàn. Hắn vội vàng buông tay, cầm tay của nam nhân làm hắn buồn nôn. Ta bây giờ không nói với ngươi, đi qua một bên. Hắn trách mắng lăng hàn, lăng hàn cười một tiếng. Ta cũng có chút vấn đề muốn thỉnh giáo, Ta cảm thấy rất hứng thú về việc Lăng Hàn cướp cô dâu. Đúng a, à, đúng a, à, người chung quanh nhau nhau nói, chuyện cướp cô dâu được truyền đi xôn xao nhất, rất nhiều người lấy ra làm đề tài nói chuyện. Được rồi, nếu mọi người hiếu kỳ như vậy, ta sẽ lặp lại lần nữa." Lăng Hàn giả cười nói, bắt đầu nói đến cố sự lúc hắn xông vào Đông Lâm đế tộc, chiến bách Lý Thiên cướp cô dâu. Dù sao hắn không phải đương sự, có lẽ thông qua xem tin võng trực tiếp nên khi nói sẽ lộ ra sơ hở. Lăng Hàn cùng chỉ mộng hàm thỉnh thoảng vạch chân, Lăng Hàn giả lại không thèm để ý chút nào, trực bác bỏ là hai người nhớ lầm. Đợi hắn nói xong, tất cả mọi người vỗ tay, cố sự anh hùng cứu mỹ nhân như thế, nghe bao nhiêu cũng không chán. Hơn nữa, hắn vì đắp nặn Lăng Hàn thiết hán nhu tình, còn tăng thêm rất nhiều lời âu yếm, đều là Lăng Hàn lặng lẽ nói với chỉ mộng hàm, cũng không có bị tinh võng trực tiếp. Việc này cũng thỏa mãn nội tâm hiếu kỳ của mọi người, từ đó hắn càng thỏa mãn. Chỉ mộng hàm cười cười, nàng nói với Lăng Hàn, tại sao ta không nhớ ngươi nói với ta như thế, ách, ta cũng không nhớ rõ. Lăng Hàn lắc đầu, chỉ mộng hàm lại nhìn về phía Lăng Hàn giả, ngươi khi nào trở thành phu quân của ta, tại sao ta không biết. a à, đây là ý gì, chỉ mộng hàm tâm niệm vừa động, dung mạo của nàng biến hóa trở về ban đầu. Chi, chỉ mộng hàm, là chỉ tiên tử, thực sự là nàng, tất cả mọi người kinh hô, khi chỉ mộng hàm biến hóa, nàng mơ hồ lộ ra khí thức thánh cấp. Tất cả mọi người đều tin tưởng nàng. A, à, việc này liền kỳ quái, vị này là Trì Mộng Hàm, tại sao nàng đứng chung với nam nhân xa lạ mà không nhận ra Lăng Hàn? Lăng Hàn giả cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới giả danh lừa bịp lại gặp chính chủ. Hắn cười ha ha một tiếng, "Buổi sáng thức dậy sớm, quên đi, ta đi trước." "Chậm đã, Trì Mộng Hàm yêu kiều nói, ngươi còn chưa giải thích với ta, giả mạo ai cũng có thể, nhưng dám can đảm giả mạo nam nhân của nàng, việc này tuyệt đối không cho phép." oanh nàng phóng thích ra khí tức thánh nhân ép thẳng về phía lăng hàn giả đừng nhìn chỉ là một đạo khí tức nhưng thánh nhân cường đại cỡ nào bảo đảm đa số tôn giả chung quanh phải quỳ xuống nhưng mà chuyện kế tiếp làm lăng hàn cùng chìm mộng hàm kinh hãi nguyên nhân đạo khí tức này xung kích lên người lăng hàn giả thế mà hắn không có phản ứng gì lăng hàn sinh ra chiến ý vẫy tay bành một đạo địa khí xuất hiện và hóa thành hình người giống lăng hàn hắn cũng ngăn cản lăng hàn giả mọi người không có ngạc nhiên bọn họ thông qua tinh võng cũng biết đây là tuyệt chiêu của lăng hàn thế nhưng mà tại sao lại có địa khí xuất hiện chẳng lẽ mọi người đều nhìn sang lăng hàn cùng chì mộng hàm chẳng lẽ hai vị này mới là thật lăng hàn chì mộng hàm tất cả mọi người kích động qua hồi lâu thì ra bọn họ bị lừa chính chủ đã xuất hiện lăng hàn giả cũng bật cười hắn không bối rối khi bị vạch trần ai đúng là vận khí kém lần thứ nhất giả mạo đã lộ tẩy lần sau mạo danh phải thắp nén hương trước. Cái này nhìn như ở kiểm điểm, kỳ thật nhưng không có một điểm ý nhận sai. Ngươi là ai? Chỉ mộng hàm hỏi, tiểu hàm hàm, ta là hàn ca ca của ngươi đấy. Lăng hàn giả cười nói, oanh, địa khí hóa thành hình người tấn công lăng hàn giả, lăng hàn thật không có xuất thủ, bởi vì nếu hắn xuất thủ, lực lượng thánh cấp thật đáng sợ, người nơi này sẽ chết rất nhiều. Lòng dạ đàn bà, lăng hàn giả từ tốn nói, hắn xuất ra một trường, bành, địa khí biến thành hình người lập tức vỡ nát, mà khí tức thánh nhân xung kích nghiền nát đám người chung quanh thành cạn bã. Thậm chí, dư ba xung kích còn tạo thành đả kích hủy diệt với nơi này, thật nhiều người thậm chí chưa ý thức xảy ra chuyện gì đã hóa thành cho bụi. Ngươi, đôi mắt lang hàn bắn ra một tia lửa giận, đúng là điên cuồng, dạy ngươi một đạo lý, muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, tuyệt đối không nên có đồng tình, thương hại, loại tâm tình này sẽ làm liên lụy ngươi. Lang hàn giả từ tốn nói, lúc này, dung mạo của hắn đã biến hóa. Đó là nam tử trẻ tuổi, thân mang một kiện trường bào màu đen, anh dung anh tuấn, hạch tâm đôi mắt còn có màu hoàng kim. Đây chính là lý do ngươi giết người, Lang Hàn trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thù cho bọn họ? Lang Hàn giả nhún vai. Chương 5056, đánh bạc tinh vực. Lên trời cao đánh một trận chiến, Lang Hàn bay lên không trung, Lang Hàn giả thì không nhanh không chậm, hắn cũng bay lên không trung, hắn nhìn Lang Hàn, trong mắt lộ ra vẻ cao ngạo lấy thân tôn giả có thể đối kháng thánh nhân, người thật sự bất phàm. Dạng thiên tài này, ta cũng không muốn giết, cho ngươi một cơ hội, lập tức thần phục ta, ta lưu cho ngươi một mạng. Lăng Hàn bật cười, ngươi thật sự biết mơ mộng hảo huyền, thực lực của hắn đã nhập thánh cấp, ý nghĩa chỉ cần hắn chạy trốn, cho dù là thánh nhân cửu tinh cũng không có khả năng ngăn được. Cho nên, đế tộc mới có thể kiêng kỵ hắn, cũng trơ mắt nhìn cửu dương thánh địa mở lại, bọn họ cũng không dám thả dám. Nguyên nhân không có biện pháp tiêu diệt lang Hàn, bọn họ tạo thêm uy hiếp cho mình làm gì. Trừ phi bọn họ cũng thức thời, không quan tâm tiểu bối đế tộc, cả đời hạ quyết tâm ở trong trận pháp đại đế thẳng đến khi Lăng Hàn chết ra. Mấu chốt là, Lăng Hàn vô cùng có khả năng thành đế, ở trong đế trận thì thế nào? Xeo, 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 lúc này, đế tử bên trong thành tổ vương đều bay ra, bọn họ cũng cảm nhận chấn động từ nơi này, khẳng định sẽ đi ra xem xét tình huống. Một là Lăng Hàn, ai nhìn cũng nhận ra, nhưng mà, một người khác là ai? hoàn toàn không biết nhưng mà người này tuyệt đối trẻ tuổi nhiều lắm chỉ mới vạn tuổi cũng không biết là thánh nhân nơi nào huynh đệ ngươi đến đấy hầu ca cũng xuất hiện bên cạnh còn có đại hắc cầu cùng tiểu thanh long lang hàn cười một tiếng ta tới chỉ trong nháy mắt đế tử đã biết rõ xảy ra chuyện gì thánh nhân rất mẫn cảm với khí tức người xuất thủ người là lang hàn giả càng rõ ràng lúc này bọn họ đều có chung kẻ thù dám ra tay ngoài thành tổ vương hơn nữa còn là lực lượng thánh cấp cũng không cảm thấy cố kỵ chút nào, việc này chính là khiêu khích đế tộc. Đối mặt nhiều đế tử thánh cấp như vậy, Lăng Hàn giả không quan tâm. "Ngươi là ai? Trong thế hệ hoàng kim?" Yến An Minh hỏi, sắc mặt hắn vô cùng đáng sợ. Với hắn mà nói, địch nhân của Lăng Hàn chính là bằng hữu của bọn họ, nhưng ngươi ngang nhiên vận dụng lực lượng thánh cấp ngoài thành tổ vương thì quá mức rồi. Lăng Hàn giả mỉm cười, "Ta tên Lục Tầm, a, à, chỉ như thế." "Lục Tầm, có người biết là ai chăng?" mặc kệ ngươi là lục tầm hay hải tầm ăn một quyền của ta trước lăng hàn giết tới hắn xuất ra một quyền oanh bởi vì khai chiến trong hư không lăng hàn tự nhiên không hề cố kỵ lục tầm cười nhạt hắn vung tay phải ngăn cản lăng hàn oanh 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 hai người kịch chiến lục tầm thong dong tự nhiên hắn xuất chiêu thành thạo điêu luyện thánh nhân tam tinh mọi người kinh hô quá cường đại đúng là thánh nhân tam tinh lăng hàn đúng là yêu nghiệt rõ ràng chỉ là tôn giả tam tinh nhưng thực lực lại có thể so sánh với thánh nhân nhị tinh, nhưng mà so sánh với thánh nhân tam tinh, cho dù là lực lượng hay quy tắc, hắn vẫn còn kém đối phương không ít. Hơn nữa, lục tầm một kích có thể đánh ra bốn đạo quy tắc bát tinh, việc này tạo thành nghiền ép với Lăng Hàn. Bởi vậy, mặc dù hắn chỉ vận dụng một tay cũng tùy tiện có thể ngăn cản Lăng Hàn, thậm chí còn chiếm thượng phong. Đương nhiên, không có người nào xem thường Lăng Hàn, tôn giả tam tinh lại nắm giữ chiến lược thánh nhân nhị tinh, như vậy chưa đủ châu bò hay sao? gia hỏa này trưởng thành đến tôn giả cửu tinh thực có thể đánh một trận với thánh nhân ngô tinh phải biết trên đời này mới bao nhiêu thánh nhân mà thánh nhân cao dai chiếm tỷ lệ bao nhiêu lang hàn như thành tôn giả cửu tinh tuyệt đại bộ phận thánh nhân đều không phải đối thủ của hắn nghĩ như vậy kinh khủng bực nào phải biết tôn giả tăng lên một tiểu cảnh giới dễ dàng hơn bọn họ rất nhiều dù sao trừ lĩnh ngộ thiên đạo gia chỉ cần tiên khí là đủ rồi nhưng thánh nhân thì sao tiến một bước khó như lên trời nhìn xem cho dù là Hầu Ca, Bách Lý Thiên, Yến An Minh bước vào thánh cấp nhưng hiện tại đạt tới nhị tinh hay chưa? Không có một ai, Lăng Hàn, hẳn là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất. Nhưng vấn đề là, hiện tại lại xuất hiện vương giả trẻ tuổi là thánh nhân tam tinh. T, khủng bố, hắn xuất hiện từ đâu? Hai người kịch chiến, Lăng Hàn thi triển hết chiến lực nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, hắn cuối cùng không thể áp chế đối phương. Hắn đang muốn vận chuyển trận pháp, không nghĩ tới lục tầm lại đẩy lùi hắn không sai biệt lắm cũng nên làm chính sự chính sự Lăng hàn không có vội vã xuất thủ hắn cũng tò mò lai lịch của lục tầm mặc dù hắn đã đoán được một nửa lục tầm cười nhạt một tiếng nói người đã đến đông đủ đều đi ra đi a à, hắn nói với ai đúng lúc này chỉ lại có từng bóng người xé rách hư không xuất hiện dương dịch hoàn phong diệu lăng hà la đế vô cực đồng minh ngũ tinh đồng t các đế tử cũng nhao nhao tỉnh ngộ những người này đều là đại biểu cho âm phủ rất kỳ quái, tại sao người sống lại hợp tác với âm hồn, hơn nữa, bọn họ hợp tác thế nào? Dương gian, âm phủ là đối lập về bản chất. Cho dù mâu thuẫn của đế tộc cùng lăng hàn lại lớn, sau khi lăng hàn thành đạo có đi trả thù, nhưng cơ bản không có khả năng diệt tộc bọn họ. Oan có đầu, nợ có chủ, không có khả năng một tộc trên dưới đều không có người tốt. Người có thể thành đế, có ai không có lòng giả và khí lượng. Nhưng âm hồn thì khác. Một khi để âm phủ chiếm cứ dương gian, khi đó toàn bộ sinh linh sẽ xong đời. Hoàn cảnh âm phủ không thích hợp với người sống, đây là đối lập bản chất, hoàn toàn không sống được. Cho nên, mặc dù đế tử hận lang hàn gần chết, nhưng hiện tại bọn họ sẽ nhất trí đối ngoại. Đương nhiên, bọn họ cũng khó hiểu, rõ ràng âm dương đối lập tuyệt đối, vì cái gì đám người dương dịch hoàn lại hợp tác với âm phủ đâu. Dương dịch hoàn, phong diệu lăng, hà la đã thành thánh, nhưng bọn họ trước mắt chỉ ồ à thánh nhân nhất tinh, đế vô cực, đồng minh là nhị sao chỉ có lục tầm cùng ngũ tinh đồng đạt đến tam tinh thánh hỏa ba màu trắng đỏ cam bộc phát rất rõ ràng nhìn thế hệ hoàng kim hiện tại thánh hỏa thuần một sắc màu trắng tranh lệch không phải lớn bình thường lục tầm chắp tay sau lưng hắn nói với các đế tử ngày hôm nay tới đây chính là muốn đánh cược với các ngươi đánh cược gì yến an minh đại biểu các đế tử nói chuyện hắn và bách lý thiên là thế hệ hoàng kim bước vào thánh vị sớm nhất hiện tại bách lý thiên không ở đây hắn tự nhiên có thể đại biểu các đế tử trả lời lục tâm nhoèn miệng cười đánh bạc tinh vực các ngươi thắng một trận chúng ta trả một tinh vực cho các ngươi nếu chúng ta thắng một trận vậy thì các ngươi thu trận pháp giao tinh vực cho chúng ta đánh bạc thật lớn tinh vực không phải tinh thể yến an minh lập tức lắc đầu trong các ngươi đã có thánh nhân nhị tinh và tam tinh làm sao mà đánh có thể bước vào thánh vị có ai không phải thiên tài trong thiên tài cho dù là thế hệ hoàng kim cũng không nắm chắc chiến đấu vượt cấp huống chi đám người lục tầm đều là con ruột của đại đế, thiên phú hoàn toàn không kém gì bọn họ. Đây không phải là tất bại sao, chương 5057, phản khiêu chiến. Lục tầm mỉm cười, yên tâm, nếu thật đánh cược, chúng ta sẽ áp chế tu vi, bảo đảm đánh nhau cùng cấp. Như thế nào, dám đánh cược không? Đã nói tới mức này, các đế tử dám không tiếp hay sao? Đánh nhau cùng cấp cũng không dám, vậy các người còn có mặt mũi xung kích đế vị. Có đại đế nào sợ hãi như thế không? Đánh cược, một giọng nói vang lên trên thiên mẫu tinh, khí thế vô cùng bằng bạc. Vẻ mặt của đám người dương dịch hoàn nghiêm túc, thánh nhân thất tinh, là thấp nhất, bọn họ mạnh hơn các thánh nhân bình thường, nhiều lắm chỉ vượt qua một hai tinh mà thôi, kém bốn tinh, cho dù bọn họ liên thủ cũng không thắng được, cũng chỉ có thể bỏ trốn mà thôi. Đế tử đều biết rõ, đây là thánh nhân đế tộc tọa trấn nơi này, hắn không phải thất tinh, mà là bát tinh. Tuyên hỏa thánh nhân, thuộc về hồng liên đế tộc, nếu vị thánh nhân này đã mở miệng hứa hẹn, như vậy sẽ không sợ tốt vậy thì đánh cược yến đông minh gật gật đầu nói quy tắc thế nào tùy ý phái người ra sân đánh nhau cùng cấp người thua không thể tái chiến người thắng chiến đấu nhiều nhất ba trận lục tầm đã sớm nghĩ kỹ lập tức nói ra quy tắc đánh cược các đế tử đều gật đầu đánh nhau cùng cấp nếu bọn họ không thắng thì chẳng có gì để nói nữa ta tới trước bích lạc đế tộc hàn vân đi lên trước ha ha ta tới đi dương dịch hoàn cười một tiếng hắn chắp tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt, dường như không đặt Hàn Vân vào mắt. Hừ, Hàn Vân vô cùng tức giận, hai người lập tức khai chiến, Hàn Vân bộc phát toàn bộ chiến lực, hai đạo quy tắc bát tinh hòa vào trong lực lượng, từ đó công kích của hắn mạnh hơn trước rất nhiều. Dương Dịch Hoàn không phải vô tích sự, hắn dùng hai tay va chạm với Hàn Vân, nhưng mà người nào cũng có thể nhìn ra hắn chiếm thượng phâm. T. Thánh nhân đọ sức, có ai dám thu lực? Phải biết, thánh nhân một kích kinh khủng cỡ nào, nếu như bị đánh chúng thì xong đời. Hàn Vân giống to, hắn nhiều lần sử dụng đế thuật, hơn nữa còn dựa vào thánh khí gia trì. Thánh khí vừa ra, cho dù là Dương Dịch Hoàn cũng không dám sợ ý, hắn cũng lấy ra thánh khí. Hai người tái chiến, trình độ kịch liệt tăng thêm một bước. Nhưng mà, Dương Dịch Hoàn thật sự cao hơn một bậc, mọi người thấy rõ ràng, hai người đều vận dụng hai đạo quy tắc bát tinh, nhưng Dương Dịch Hoàn vận dụng càng thuận buồm xuôi gió, thậm chí vận dụng thiên mã hoành không, làm cho người ta không dám xem thường. Có điều hơn trăm chiêu, Hàn Vân không thể không rời khỏi chiến đoàn, chủ động nhận thua. Tiếp tục đánh nữa, hắn có thể trọng thương, thậm chí bị giết chết. Mặc dù hắn nhận thua mang ý nghĩa mất đi một tinh vực, nhưng một tinh vực làm sao quan trọng bằng mạng của hắn. Đối kháng âm hồn, thánh nhân chính là lực lượng trọng yếu nhất. Như thế, Dương Gian sẽ mất đi tiên cơ. Dương Dịch Hoàn lại khiêu chiến, đế tử bên này, y thái thư nghinh chiến, hắn vẫn thua. Ba trận chiến qua đi, Dương Dịch Hoàn chiến thắng toàn bộ thời điểm đánh trận thứ tư dương dịch hoàn cười cười lui xuống do phong diệu lăng tiếp nhận kết quả phong diệu lăng lại thắng ba trận chuyện này các đế tử thua đầy bụi đất sáu trận chiến sáu bại mặc dù trong bọn họ còn có yến đông minh không có xuất thủ nhưng yến đông minh chỉ mạnh hơn người khác một ít tất cả mọi người đều là thế hệ hoàng kim tại sao tranh lệch lại lớn như thế làm sao bây giờ không có người tiến lên ứng chiến để hà la cảm thấy không thú vị hắn cười nói a à, đối thủ của ta các đế tử hết sức khó xử đã bị địch nhân cưỡi trên đầu nhưng bọn họ không có biện pháp gì nhưng cậy mạnh thua chẳng những mất mặt thậm chí sẽ tổn thất càng nhiều tinh vực loại chuyện xấu như vậy có ai ngu xuẩn đi làm ai vô vị hà la lắc đầu trên mặt đầy vẻ khinh bỉ đây là khiêu khích trần trụi các đế tử làm thế nào ta đánh với ngươi lúc này một giọng nói vang lên mọi người nhìn sang không phải lăng han hay sao hà la lập tức lộ ra một chút xấu hổ nếu như buông tay đánh một trận với Lăng Hàn, hắn đương nhiên sẽ không thua, nhưng mà, Lăng Hàn chỉ là tôn giả, hơn nữa còn là tam tinh. Nếu hắn giảm tu vi xuống tôn giả, hắn là đối thủ của Lăng Hàn hay sao? Tranh lệch giống như trời và đất, không cần so, tính người thắng ba trận, lục tầm mở miệng, mười phần hào phóng, chính là như thế, bọn họ vẫn thắng ba trận, có thể thu hoạch được ba cái tinh vực. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, nếu các ngươi đã đổ ước, ta cũng có đổ ước, không biết các người có dám tiếp hay không? Đổ ước gì? Lục tầm hỏi, hắn cười nhạt, lang hàn cười một tiếng. Các người không cần áp chế tu vi đánh với ta, có thể thắng ta, liền có thể đạt được 10 cái tinh vực. Trái lại, ta thua một trận cũng giao ra 10 cái tinh vực. Đây là phản kích, nhưng mà, các đế tử đều lắc đầu. Người điên rồi sao? Người mạnh hơn nữa cũng chỉ là tôn giả tam tinh. Chiến lực chống đỡ có thể so sánh với thánh nhân nhị tinh, nhưng bên phía lục tầm có hai thánh nhân tam tinh thiên phú võ đạo của bọn họ còn vượt qua thế hệ hoàng kim một chút, cho nên, chiến lược giống như lục tầm, ngũ tinh đồng đều đạt tới thánh nhân ngũ tinh. Ngươi thắng như thế nào? Đây không phải tặng tinh vực hay sao? Chẳng lẽ, kỳ thật ngươi là nội ứng của âm phủ? Ha 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 ha, lục tầm cười to, sau đó lắc đầu, nói, ngươi có thể làm chủ được sao? Thắng bại của việc này liên quan tới tinh vực, mặc dù tinh vực cua dương gian lấy vạn mà tính, nhưng mà, trong tình huống trước mắt, mỗi cái tinh vực đều có quan hệ quá lớn. Lăng Hàn, không được hồ nháo. Đây cũng không phải là thời điểm ngươi khoe khoang. Các đế tử đều ngăn cản, nói giỡn, không có đạo lý tặng tinh vực như thế. Có thể, đúng lúc này, giọng nói của thánh nhân cao dai lại vang lên trên thiên mẫu tinh, giọng nói cực kỳ vang dội. Cái gì, tuyên hỏa thánh nhân đáp ứng. Đế tử đều giật mình, không thể tin được. Nhưng mà, thánh nhân hứa một lời giống như thiên địa pháp chỉ, không tuân, sẽ bị thiên địa trừng phạt. Được, vậy thì đến chiến. Lục tầm gật đầu, Ta tới trước đi, Hà La đi ra, có thể thắng thêm mấy trận, trước đó hắn bị Lục Tầm thay nhận thua, trong lòng cũng có khó chịu. Nhưng mà, đánh nhau cùng cấp, hắn thật sự không phải đối thủ của Lăng Hàn, không thể làm gì. Mà bây giờ lại buông tay đánh cược một lần, hắn tự nhiên muốn xuất chiến, tự tay vãn hồi mặt mũi này. Nhưng hắn là con của đại đế, lòng tự trọng lớn cỡ nào? Lục Tầm nghĩ nghĩ, vui vẻ gật đầu, Lăng Hàn thua một trận, bọn họ có thêm 10 tinh vực, cớ sao không làm? Hà La nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, oanh, khí tức đáng sợ bắt đầu bộc phát. Chết đi, hắn giết tới, một kích của hắn mang theo ba đạo quy tắc bát tinh. Cái gì, các đế tử đều sợ hãi, thánh nhân nhất tinh có thể đánh ra ba đạo quy tắc bát tinh. chương năm 1058, Binh Lâm Thành Hạ. Hà La dù sao cũng là Hà La A, là thiên kiêu thượng cổ, mai táng nhiều thế hệ, không ngừng tiến vào đế lộ, nếu như hắn chỉ ngang với thế hệ hoàng kim, hắn không mất mặt hay sao? Đến giai đoạn thánh nhân này, quy tắc bát tinh cũng không phải tụ lực là sinh ra. Toàn bằng cảm mộ thiên địa, người nắm giữ bao nhiêu quy tắc trong tay, người có thể đánh ra bao nhiêu quy tắc, không có cái gọi là xúc tích hay không xúc tích. Có thể thành thánh, không ai là hạng soàng xính, có ai không phải thiên tài trong thiên tài. Bình thường, thánh nhân nhất tinh chỉ có thể nắm giữ một đạo quy tắc bát tinh, thiên phú châu bò một chút chỉ có thể nắm giữ hai đạo, hà la một kích đánh ra ba đạo đã dọa mọi người chiến lược này có thể so tài với thế hệ hoàng kim thánh nhân nhị tinh một chút. Khó trách đám người Hàn Vân trước đó thất bại thảm hại. Lăng Hàn cười ha ha, hắn vùng quyền ninh tiếp, 30 đạo quy tắc thất tinh đan vào nhau, từ đó tỏa ra chiến lược không hề yếu hơn quy tắc bát tinh. Oanh, 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 hai người đụng nhau, ở trên quy tắc, Lăng Hàn hoàn toàn kiêu ngạo, nhưng ở trên lực lượng, tôn giả trung quy không thể so sánh với thánh nhân. Bởi vậy, Lăng Hàn đã lâm vào hạ phong, nhưng mà, tranh lệch không đủ phân thắng bại, hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt quy tắc giống nhau lực lượng tranh lệch không thể tạo thành nghiền ép mọi người xem ra hẳn là hà la thắng dễ dàng nguyên nhân hà la sống lâu hơn lăng hàn hơn nữa nhiều lần đi qua đế lộ hắn kịch chiến với thiên kiêu nhiều thời đại thậm chí trong đó còn có thể có đại đế ngày xưa đây là kinh nghiệm chiến đấu kinh người cỡ nào trái lại lăng hàn thì sao hắn thiên tài hơn nữa cũng chỉ sống vài trăm năm hắn có thể so kinh nghiệm với hà la sao cho nên chiến đấu lâu song phương khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, mà Hà La có kinh nghiệm chiến đấu mạnh hơn Lăng Hàn. Trận đầu, Lăng Hàn sẽ thảm bại, các đế tử đều lắc đầu, ban đầu tưởng rằng Lăng Hàn chí ít có thể thắng được một trận, như vậy bọn họ có thể kêu gọi ngừng chiến đấu, ngược lại có thể thắng được 7 cái tinh vực. Nhưng còn bây giờ thì sao, phải thua 13 tinh vực. Đám người dương dịch hoàn mỉm cười, theo bọn họ nghĩ, Hà La có thể thủ thắng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần chiến lực tương đương, nói đến kinh nghiệm chiến đấu, Ai có thể so sánh với vương giả thượng cổ như bọn họ. Nhưng càng chiến đấu, mọi người lại kinh ngạc phát hiện, Lăng Hàn chiếm ưu ở phương diện kinh nghiệm chiến đấu. Làm sao có thể? Không có người nào công kích hoàn mỹ, khác nhau ở chỗ giấu sơ hở không cho đối phương bắt được, hoặc là chiến lược nghiền ép, khi đó sơ hở hay không sơ hở, trực tiếp có thể nghiền ép. Cho nên, cấp độ chiến lược giống nhau giao chiến, cho dù là ai cũng khó làm gì nhau, cho nên phải dựa vào kinh nghiệm phân thắng thua. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu nhưng mà hà la lại không bằng lăng hàn làm sao có thể chứ đám người dương dịch hoàn không dám tin từng người nghiêm túc bởi vì bọn họ nghĩ mãi mà không rõ thật có thiên tài chiến đấu như vậy chỉ có kinh nghiệm chiến đấu mấy trăm năm liền vượt qua người khác cả vạn năm cái này nhưng bọn họ làm sao biết lăng hàn ở thế giới mới gần hai trăm năm nhưng hắn sống trong nguyên thế giới bao lâu mặc dù phương thức chiến đấu trong nguyên thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng kinh nghiệm chiến đấu là giống nhau một trận chiến này Tất cả mọi người thấy rõ ràng, Lăng Hàn giấu sơ hở tốt hơn, năng lực chiến đấu của hắn vượt xa Hà La. Nếu không phải Hà La có ưu thế lực lượng, chỉ sợ hắn đã sớm bị Lăng Hàn đánh bại. Dù là như thế, hắn cũng rơi vào hạ phong, thua là vấn đề thời gian. Lăng Hàn, không hổ là vạn cổ đệ nhất tôn, quá trâu bò. Đế tử đều không thể ngăn cản, hắn kém một cái đại cảnh giới lại sắp chuyển bại thành thắng. Ha ha, mang tới vẻ vang cho dương gian chúng ta nơi này đương nhiên không chỉ có đế tử còn có rất nhiều người của thế lực nhỏ nhìn thấy kịch chiến trên tinh không mọi người rất vui vẻ trước đó dương gian liên chiến liên bại việc này đã kích xỉ khí mọi người thật lớn trong tình huống khẩn cấp lại có lang hàn đứng ra lang hàn chiếm thượng phong hắn không ngừng áp bách hà la càng lúc càng lớn cũng phóng đại ưu thế của mình hà la miễn cưỡng ngăn cản mấy trăm chiêu liền nhận thua nếu như đây là sinh tử chiến hắn còn có rất nhiều tuyệt chiêu có thể dùng ra nhưng chỉ là đọ sức hắn cũng không nguyện lộ át chủ bài trên thực tế lăng hàn cũng có đại chiêu chưa hề dùng tới đấy hắn cố ý nguyên nhân để lộ át chủ bài quá nhanh kế tiếp còn có người đánh với hắn sao ha ha lang huynh quả nhiên cường đại đế vô cực cảm thán nói đáng tiếc đáng tiếc ngươi thực sự sinh sai niên đại hắn đi ra trở thành đối thủ thứ hai của lăng hàn lăng hàn nghiêm túc đây chính là thánh nhân nhị tinh đế vô cực xuất thủ oanh quy tắc đan vào nhau tạo thành cự lang màu đen tấn công lăng hàn. Lăng hàn cười nhạt một tiếng, vẫy tay, địa khí hóa thành hình người. Bành, cự lang thật đáng sợ, nó suốt một kích đã đánh tan địa khí. Nhưng sau một kích, cự lang cũng yếu đi nhiều, lăng hàn lại suốt quyền đánh tan cự lang. Chiến lực của ngươi mạnh nhất chỉ là thánh nhân nhất tinh, tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Đế vô cực từ tốn nói, thân hình lao tới, oanh, sau lưng hắn xuất hiện một đàn sói. Lăng hàn nghiêm túc, đối mặt đế vô cực, cho dù ở phương diện quy tắc hay cấp bậc lực lượng, hắn đều kém xa tít tắp. Cho nên, sánh với đế vô cực không thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu tìm sơ hở, nguyên nhân là do chiến lược đối phương nghiền ép hắn. Dù đế vô cực công kích có sơ hở, hắn cũng không nắm được. Oanh, 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 đế vô cực càng đánh càng nhanh, với thực lực thánh nhân nhị tinh đánh với tôn giả, việc này cũng đủ mất thể diện, cho nên hắn phải kết thúc sớm. Mắt thấy lang hàn không có năng lực phản kháng, mọi người lắc đầu. Không có cách, phải thua, vừa mới thắng được tới 10 cái tinh vực, hiện tại phải chắp tay trả lại. Mọi người cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà, tranh lệch cảnh giới lớn bao nhiêu. Thế hệ hoàng kim đều không thể kiếm được mặt mũi, Lăng Hàn kiếm được, còn nói cái gì bây giờ. Hơn nữa, nếu như Lăng Hàn có thể thành thánh, có thánh nhân nào là đối thủ của hắn. Thậm chí, khô lâu thánh binh cũng phải thua, có thể ngang hàng với hắn, có khả năng cũng chỉ có chuẩn đế mà thôi. Nghĩ tới đây, thật nhiều người đã hiểu triệu trên tinh võng, đưa ra thỉnh nguyện với đế tộc, dốc hết tất cả tài nguyên đi bồi dưỡng Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn thành thánh, nhân gian tương đương có thêm chuẩn đế, đến lúc đó liên thủ với đa gia Phật, cần lo lắng không thể vãn hồi xu thế suy tàn của dương gian hay sao. chương năm 1059, Thánh Sư, những người này thỉnh nguyện sinh ra sóng to gió lớn trên tinh võng. Càng ngày càng nhiều người gia nhập thỉnh nguyện, thậm chí không thiếu người thế hệ trước cũng đứng ra nói chuyện, hy vọng đế tộc có thể buông thành kiến, vào lúc Dương Gian đứng trước nguy hiểm cần phải lấy đại cục làm trọng. Đương nhiên, một phương diện khác, bọn họ cũng khuyên Lăng Hàn, hy vọng hắn có thể có ý chí đại đế, ái tâm thiên hạ, sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đông Lâm đế tộc đáp lại trước tiên, biểu thị nguyện ý dốc hết tài nguyên toàn tộc chống đỡ Lăng Hàn. Sau đó, Đông Lâm đế tộc đi hỏi thăm các đế tộc có theo hay không. Khốn kiếp, việc này làm các đế tộc khác chửi ầm lên, Lăng Hàn là con rể nhà các ngươi, các người đương nhiên hào phóng như thế việc này các đế tộc khác có lợi ích gì bọn họ lấy ra đồ vật là hàng thật giá thật bọn họ thu được cái gì nhưng bây giờ dư luận thiên hạ đều đảo hướng lăng hàn nếu đế tộc lúc này không biểu thị cái gì vậy tương đương dán lên mình cái nhãn hiệu không quan tâm đại cục đổi lại lúc khác bọn họ đương nhiên không thèm để ý đế tộc siêu nhiên ai dám chỉ trích nhưng bây giờ đã khác âm phủ xâm lấn cần liên hợp tất cả lực lượng tiến hành chống cự a à, đế tộc có thể vì tư lợi vì cái gì người khác phải máu nóng đi liều mạng. Hiện tại, đế tộc vô cùng thống hận người đưa ra thỉnh nguyện trên tinh võng, khốn khiếp, nếu không có hắn châm ngòi thổi gió, bọn họ làm sao tiến thoái lưỡng nan như vậy. Bọn họ liên hệ thường ra, bảo thường ra cha xem là ai gây sóng gió, kết quả con mẹ nó lại là đại hắc cẩu. Là người của Lăng Hàn, việc này làm đế tộc tức giận xì khói, tiện cầu a à, tiện cẩu, một chiêu này thật sự quá độc ác, bọn họ hận gần chết nhưng không thể phát tác. Không có cách, vì ổn định quân tâm, vì bảo trì sĩ khí, tất cả đại đế tộc cũng nhao nhao tuyên bố sẽ trợ giúp Lăng Hàn trưởng thành. Đương nhiên, bọn họ chỉ cho trợ giúp, còn giúp thế nào do bọn họ định đoạt. Bất kể như thế nào, đây đã là thắng lợi to lớn. Đại Hắc Cầu cười trộm, nó vỗ tay với Tiểu Thanh Long, nó là chủ mưu, Tiểu Thanh Long là đồng lõa, hai tên gia hỏa này không ngừng thôi động dư luận trên tinh võng, cuối cùng đã lấy được hiệu quả. Nhưng Lăng Hàn cùng đế vô cực chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lăng Hàn rơi vào hạ phong, tình thế tràn ngập nguy hiểm tiểu hàn tử xong rồi đại hắc cầu truyền âm nói với lăng hàn lăng hàn gật đầu hắn không hề giấu giốt oanh năng lượng hủy diệt xô trào hắn lập tức triển khai phản kích trước đó đại hắc cầu linh cơ khẽ động nó không ngừng chế tạo dư luận trên tinh võng việc này cần lăng hàn phối hợp giả yếu như bằng làm sao hình thành dư luận trên tinh võng chứ hiện tại nha có thể phản kích năng lượng hủy diệt không có gì không diệt dù là quy tắc bát tinh cũng chỉ có thể ngăn cản có hạn việc này giúp Lăng Hàn miễn cưỡng đền bù hai đạo quy tắc tranh lệch. Còn chưa đủ, lại đến, hắn vẫy tay, nơi xa, ngôi sao đều đáp lại, một đạo địa khí bay lên và hóa thành từng hình người, gia nhập vào trong chiến đấu. Kể từ đó, thắng bại cân bằng, người nào cũng không thể thủ thắng. Việc này làm mọi người vui mừng, nếu hiện tại đánh thành ngang tay, Lăng Hàn liền có hy vọng thủ thắng. Cố lên, cho dù là ở hiện trường hay trên tinh võng đều hò hét trợ uy cho Lăng Hàn. Đây chính là đọ sức với âm phủ, ý nghĩa vượt ra khỏi tranh đấu tàn nhẫn bình thường ý nghĩa quá lớn đế vô cực cảm nhận được áp lực cực lớn thứ nhất lăng hàn phản kích quá mạnh thứ hai đó là áp lực tâm lý nếu hắn bại thì mất mặt nha chỉ chiến mà thôi đế vô cực lấy ra thánh khí nhưng lăng hàn cũng có hỗn độn cực lôi tháp mặc dù nó chỉ là pháp khí thất tinh chỉ kém thánh khí một tia nhưng mẫu kim phòng ngự lại là cấp đại đế cho nên thánh khí thì như thế nào căn bản không làm gì được lăng hàn đánh ba ngày vẫn ngang tay Cuối cùng, chiến đấu dừng lại, phán đế vô cực thua. Tại sao là đế vô cực thua? Rất đơn giản, người là thánh nhân nhị tinh còn không làm gì được một tên tôn giả, người không thua thì ai thua? Hai thắng, bởi như vậy, Dương Gian liền thắng được 17 cái tinh vực. Tất cả mọi người vui mừng, nhưng mà, tiếp theo âm phủ bên kia còn có lục tầm, ngũ tinh đồng là hai thánh nhân tam tinh, làm sao đánh? Thời điểm giao đấu với đế vô cực, Lăng Hàn đã dùng hết hát chủ bài, việc này chỉ đánh thành ngang tay, như vậy gặp được lục tầm ngũ tinh đồng mạnh hơn lăng hàn chỉ có thể thất bại như vậy hai lần bại liên tiếp phải bỏ ra hai mươi cái tinh vực chẳng phải bọn họ sẽ thua ba cái tinh vực hay sao thế nhưng mà bây giờ có thể kêu dừng sao lục tầm nói lăng hàn người đúng là làm cho người ta kinh ngạc nhưng ở trước mặt ta người làm sao ngăn cản hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên bỗng nhiên có bảy đạo quy tắc bát tinh xuất hiện bảy đạo tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng bảy đạo đấy ở phương diện quy tắc áp chế lang Hàn dòng dã bốn tinh, làm sao mà đánh? Lang Hàn mỉm cười, 10 chiêu đi, 10 chiêu, tất cả mọi người lắc đầu, thực lực chênh lệch quá lớn, lang Hàn cũng hoàn toàn mất hết lòng tin, cho rằng chỉ có thể ngăn cản 10 chiêu của Lục Tầm. Ha ha, ngươi đúng là tự hiểu lấy mình, Lục Tầm cười to, lang Hàn khoát khoát tay, dường như ngươi hiểu lầm, ta nói 10 chiêu, là ngươi nhiều nhất cản 10 chiêu của ta. a à, lúc này mọi người ngạc nhiên, tình huống như thế nào? khoác lác không biết ngượng người căn bản không thể nào là đối thủ của lục tầm tại sao lại nói mười chiêu giải quyết đối phương đây không phải đùa giỡn hay sao lục tầm cũng kinh ngạc sắc mặt của hắn âm trầm đúng là buồn cười ta lại không cảm thấy buồn cười ta chỉ nói một sự thật lang hàn cười nói thế nào ngươi cho rằng ta đang nói đùa với ngươi hay sao hừ trang bức bị xét đánh lục tầm nhịn không được châm chọc một câu chuyện này có ý nghĩa gì chứ sau khi bị ta đánh bại ngươi còn thể diện gì hay sao a à, ta đã nói trong mười chiêu đánh bại ngươi ngươi lấy đâu ra dũng khí như thế lăng hàn nói tự tìm cái chết lục tầm hư một tiếng hắn lao tới giết lăng hàn oanh đúng lúc này chỉ thấy trong tinh không gần đó trên trăm viên tinh thể đồng thời tỏa sáng sau đó chúng đan vào nhau và hóa thành một cột sáng bắn thẳng vào lục tầm cùng một thời gian lăng hàn cũng giết tới cái này trận pháp trận pháp thánh cấp ngoá quên một chuyện quan trọng, Lăng Hàn hắn là trận sư. Hắn tấn thăng thành thánh sư rồi. Khi tất cả mọi người kinh hô, từ ý nghĩa nào đó, thánh sư thậm chí còn trâu bò hơn cả thánh nhân. Người một thánh nhân nhiều lắm chỉ ngang hàng với một hoặc hai thánh nhân, chỉ cần thánh sư bố trí trận pháp có thể chém giết 10 thánh nhân. Phong hồi lộ chuyển.